Ok, thế để cái chat nhá. Nào, chào mừng anh em đến với 4 ngày ở Sydney. Đấy, và chương trình mini offline bộ tập PC Gaming tại Úc bùng lổ. Đấy, PC Vlog số 26 anh em phải nhớ này. 26 đi Úc à, đấy, phải nhớ. Phải nhớ là về sau thi ghế nóng, ghế lạnh mà chẳng bạn có câu hỏi nào thì mình còn có cái mà chơi. Ok, let's go. Ủa? Let's go. Ủa? Let's go. Ủa? Không rút cách à? Uầy, trời ơi, anh tôi bây giờ công nghiệp, anh tôi rồi có cả giả vờ quầy này, các bạn nhìn nét mặt này, giả vờ quầy ở đấy, mặt này rõ ràng đang nhìn thấy cam rồi. Uầy, đây anh tôi giờ này công nghiệp tết à? Bây giờ mới thực sự là đến Úc này các bạn. Hôm nay bây giờ là 2 giờ chiều theo giờ Úc. Mà các bạn có biết vì sao lại câu là thật bây giờ thấy thật sự đến Úc không? Là trước đây nếu như các bạn mà có xem ấy, hình độ có quay một cái đoạn lúc mà ngồi ở sân bay ấy, là cái đoạn đi bộ thật ra là quay từ màn hình quay lên ấy, mọi người cứ tưởng là đến Úc rồi đấy, nhưng hóa ra chưa đến đây, bây giờ mới đến này đấy. Bọn tôi vừa bay khoảng 9 tiếng để đến Úc, mất một tiếng để nhập cảnh nữa là khoảng 10 tiếng. Từ từ là Úc là cách mình cộng mấy GTM ấy nhỉ? Cộng 2 là thì bay 7 tiếng cộng thêm 2 là thành 9 tiếng. À 4 à? Thế là bay tổng cộng là bay 5 tiếng cộng thêm 4 là thành 9 tiếng. Đúng rồi. Ui thế. Sau khi nhập cảnh xong thì loanh quanh ở trong sân bay, bây giờ mới mò ra ngoài. Lần này thì bọn tôi lần đầu tiên đi Úc, và đi Úc theo dạng được bên Intel mời để tham gia theo dõi giải đấu IEM Sydney 2023, giải đấu CS2. Hôm nay thì giải đấu sẽ bán kết và ngày mai sẽ bán chung kết. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì khi bọn tôi vừa xuống ấy, thì bọn tôi sẽ phải ưu tiên về khách sạn để nhận đồ trước, ở đài tắm rửa các thứ, xong bọn tôi sẽ chạy qua bên giải đấu luôn. Thì sau khi theo dõi giải đấu xong, hơi bị jet lag 2 ngày thì đến ngày thứ 3 và ngày thứ 4 thì bọn tôi sẽ có 2 ngày free để thoải mái đi khám phá ở Sydney xem mà có cái gì hay ho hay không. Và tất nhiên tôi hứa cả các bạn rồi, tôi sẽ quay vlog. Và đây là ngày đầu tiên ở Sydney. Yeah. Uầy, xịn thế nhở, bây giờ chuyển cảnh lại có cả hoạt hình này. Oh. À, cái chuyển cảnh này chắc là lúc đầu là đến muộn. Lúc đầu chắc là đến muộn. Nên ra là đấy, phải chạy một phát đi luôn. Để lúc đến này có cả biển đón này. Intel XCM Master ESL. Đấy. Bọn tôi mang một chút hương vị của quê hương sang. Ê, một bao thăng long dẹp. Ôi, tưởng mang thuốc Lào. Cái nắng này giống kiểu nắng, cũng khá giống nắng bên châu Âu. Nắng kiểu nắng dễ chịu vậy. Uầy. Tôi bị bất ngờ. Anh Độ hút thuốc không nào làm gì. Thằng bố ơi, thỉnh thoảng có cầm vào điếu thuốc không nói làm gì. Thằng đép nó hút thuốc các bạn ạ. Ê, mà thằng đép nó hút không phải hút ít nhá. Hút như chi luôn. Đi đâu nó hút. Đá bóng xong mà ra ngoài ngồi nghỉ nó cũng hút. Thằng này chính ra hút còn nhiều hơn anh Độ. Ăn lòng. Đấy. Như nào anh, quá quê rồi. 12 tiếng mình mới có nicotine vào cơ thể đấy. Bạn hút thuốc lá thăng long ở Australia. Đỉnh quá. Đây. Đợt này tôi đi Úc thì đi với cả bé với bố. Đi theo sau khi bọn tôi làm xong cái sự kiện Intel Game ở đây ở trong Sài Gòn thì Intel có bảo là Intel có 2 slot để đi Úc xem giải CS2 IEM. Từ đầu tôi định cho vợ tôi đi. Tôi thấy đấy là một hành động không nên. Thế đi xem giải CSGO cho quả chị trang bị CD đi rồi chị vào đấy không biết là chị hô hào như nào, chị không biết đội nào với đội nào chứ. Thế tôi là ví dụ như cái đội Comble City tôi chả biết là đội nào luôn. Nên là tôi nghĩ là thằng Dep là thằng hợp lý nhất. Nên là tôi bảo nó đi, tại vì nó bán CSGO lâu rồi, xong rồi nó cũng chưa đi xem giải đấu lớn bao giờ. Tôi nó đi, nó lại biết tiếng Anh nữa thì hai anh em đi hợp lý. Sau khi tôi pick thằng Dep xong rồi, hai thằng làm visa rồi, bên Intel lại bảo là cho thêm một slot nữa. Thế là tôi chọn thằng Ben. Thế bảo sao hôm trước thằng Ben bảo là nó lại hỏi là cái gì? Khi làm visa nó cần căn cước công dân không? Các thứ nó hỏi. Chả nhớ nữa. Thằng Ben là sao ấy? Thằng Ben nó đi làm visa thì hộ chiếu nó sắp hết hạn nên nó đéo làm được. Thế là lại rủ thằng Bo. Thằng Bo thì làm visa chậm, tưởng là toang mẹ rồi. Nhưng đúng ngày cuối tự nhiên đùng một cái lại visa lại về. Giờ ba anh em tôi có mặt ở đây.
Nhưng mà giờ bọn tôi buồn nhiều quá. Thằng này cháy da không nhỉ? Có chứ anh. UVA. Bên này đặc sản là gì đấy? Đặc sản đây á. Kangaroo. Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Ôm. Thầy vẫn nhớ quả quảng cáo luôn. Nó gọi là ám ảnh vãi cả cứt luôn. Rồi đấy xem là chung kết cúp C1 thì phải. Nhưng mà ngoài đường đấy. Nó nhảy ở ngoài đường ấy. Nhưng mà ông Richie xưa ông là quốc tịch ở đây ấy. Ông bảo là kangaroo nó nhiều quá, bây giờ phải thịt bớt đi. Với cả thịt kangaroo dai lắm, ăn mẹ như thịt gì ấy. Uầy, ông Richie là có phải cái ông rapper không? Richie ICD thế đúng không? Tôi còn nhớ một cái nữa. Là ở bên bên Úc này, hôm trước anh gì nhỉ? Anh Pew ở bên này là người ta còn bảo là nên ăn thỏ. Người ta có những cuộc đua, cuộc đi săn, gọi là săn thỏ để ăn mà. Đấy, tại vì nhiều quá. Mẹ, dai thì băm ra là xong, léo đâu nhỉ? Làm bánh cuốn. Anh em phải ăn thử. Làm nem. Hay tao bảo mẹ tao sang Úc ở làm bánh cuốn thịt kangaroo đó. Tao lấy ông dai thế chỉ có băm ra thôi. Mẹ làm nhân thôi. Thì tối phải làm tí ăn nhỉ. Lúc ấy khi mà bọn tôi đến sân bay thì có mặt một số con. Bạn Đây, mặt này. Ôi dồi ôi, trông cái mặt nó này. Riêng thằng này nhá, ví dụ nó 80 cân thì cái mặt nó là phải ăn của nó mất 30 cân rồi. Hả? Mặt nó khác thì trông nó khác gì chưa bắt giới không? Ghê. Yeah. Lúc ấy khi mà bọn tôi đến sân bay thì có một số bạn ra đón, xong rồi chụp ảnh các kiểu, xong có bạn tặng cho bọn tôi một con kangaroo bằng bông trong cụ tè vậy đấy. Ôi bên này mát thế nhở, thích quá. Tôi thề các bạn luôn, khi nào mà em đép ra vlog chắc phải giấu anh Độ với 90% này, cái đoạn này. Đoạn là anh Độ vừa đón con kangaroo xong. Xong rồi chụp ảnh các kiểu, xong có bạn tặng cho bọn tôi một con kangaroo bằng bông trong cụ. Nghe thấy anh Độ nhắc đến kangaroo phải không? Đây, đoạn này anh Độ xong rồi chụp ảnh các kiểu, xong có bạn tặng cho bọn tôi một con mặt này. Con kangaroo bằng bông. Đấy, mặt bắt đầu cúi xuống, nhìn đến kangaroo. Trông cute vậy đấy. Ôi bên này. Bọn tôi cũng được tặng con kangaroo đấy. Thế vậy là sao? Mình xem vlog của anh Độ là mình cũng biết được luôn là nội dung cái vlog của em đẹp là như thế nào. Chắc chắn luôn. Là nội dung rồi chắc là nó cũng tương tự thôi, không sai được tí nào luôn. Đấy. Đúng không? Đấy. Cái này người ta gọi là gì? Xem một mà lại được hai. Đấy, xem một được hai luôn. Các bạn để tôi phân tích cho. Đoạn nào có trong vlog em đẹp là chắc chắn có. Đoạn nào không có vlog em đẹp là chắc chắn không có. Đấy, xem một được hai. Sao hôm nào em đẹp ra vlog chúng ta cùng xem lại để kiểm chứng. Ok chưa? Ok nhá. Cái này mát thế nhở? Thích quá. Anh Độ nói với thời tiết này. Xong em đẹp đang nói với thời tiết này. Kiểu không khí nó cứ hanh. Nó giống kiểu mùa thu ở Hà Nội ấy. Xong rồi nắng của nó thì cũng đéo khác thì Việt Nam cả. Ngồi lúc kiểu cảm giác cháy các mẹ ra. Ui, xe xịn. Igor. Yes. Igor là cái gì? Igor. They just brought me in to drive you today. Oh, okay. From Russia. Oh, you're from Russia? Nah, Macedonia. Oh. Thằng đẹp hỏi ông này đến từ đâu? Tôi bảo đến từ Macedonia. Marcelo, tên là gì ạ? What cho lên mà. Igor à? Tên ông này là Igor à? Ông Igor đến từ Macedonia, mà Macedonia là không có bánh xe. Đấy, Macedonia thì mạnh ở cái là sọc xiên, nhà y. Macedonia rất là mạnh và không bị kiểu bị phù mất. Đấy, tôi vẫn nhớ Macedonia, được chưa? Đó. Đến từ Macedonia. Không phải à? Đấy, nhưng mà đoạn này chắc chắn là có trong vlog đẹp đẹp. Từ sân bay về khách sạn hình như là 15 phút. Tại nỗi thầy có biển taxi là bọn tao đi tốc độ khủng khiếp, chỉ 15 phút đã đến thành phố. Thì tôi nghĩ là PR bãi cứt. À đây là chào tiếng Nga. Ô, tiếng Nga chào là Macedonia. Nó chào của đấy nhỉ? Đấy. Mẹ 13 giờ chiều nó bật điện rồi. Bật điện sớm thế. Uầy. À bên đấy nhá, tôi để ý nhá. Là mấy anh em chụp ảnh hay là gửi ảnh ấy về cho anh em ở nhà xem ấy. Thì cái khoảng độ 7 giờ tối hoặc có thể đến 9 giờ tối trời nó vẫn sáng. Ảo thật chứ. Dâu thật sự. 3 giờ sáng nó thấy mở đèn rồi. Và trong đấy phải 7, 8, 9 giờ tối bắt đầu trời nó mới tối. Không hiểu mở đèn sớm làm gì. Ê dài ơi. Chà, chả hiểu mở sớm để làm gì. Đấy. Rất là lưu tiêu diêu ấy. Uầy. Mấy quả cây này đẹp không? Cây này tôi nói thật các bạn nhé. Cây này nó chỉ mọc ở những cái nơi gọi là thời tiết khí hậu ôn đới thì nó mới có mấy cây này. Bởi vì mấy cây lá kim ấy nó chỉ mọc ở những cái vùng mát thôi. Chứ ngoài trừ những cây lá kim là những cây kiểu lá dài
cao sạc các thứ ấy, đấy, như cây bạch đàn các thứ thì mọc ở những vùng nhiệt đới được. Còn như ở những nơi mà khí hậu ôn đới ấy, chỉ những cây lá kim mọc được. Ví dụ như là chúng ta lên Đà Lạt chúng ta sẽ thấy những cây thông mọc ở trên đấy. À... Mẹ cái ba lô nặng đéo chịu được. Ôi ôi. Rồi bọn tôi đến khách sạn rồi các bạn. Ui. Hàn đới là gì á? Hàn đới là những vùng khí hậu lạnh. Đấy, ví dụ như Úc là rất gần Nam Cực. Thế nên là cái phần rìa ngoài của Úc này là ảnh hưởng của khí hậu hàn đới và khí hậu nhiệt đới, nó tạo ra khí hậu ôn đới là trung hòa cả nóng cả lạnh. Còn phía bên trong kia, đấy, cái vùng sa mạc và sâu nữa bên trong, do cái nhiệt độ thời tiết nó thay đổi từ ngày xuống đêm. Ban ngày thì rất nóng nhưng ban đêm thì rất lạnh. Và xuống phía sâu nữa phía nam của Australia chúng ta thấy là có càng gần Nam Cực thì thời tiết nó càng lạnh. Đấy. Sao ngày xưa là tôi học địa lý nó phải khác chứ lại tiêu diêu. Khoảng 15-20 phút từ sân bay và đến khách sạn nằm ở trung tâm thành phố Sydney. Khách sạn Ibis. Welcome to Intel. Ê, xịn thế nhỉ, có cả bảng Sydney 2023. Dạ. Trước khi mà nhận phòng khách sạn thì bên Intel họ có một cái quầy và đây mình sẽ nhận đồ lưu niệm của bên Intel. Ô, trước. Chị này người Việt Nam à, vừa nói Anh, đúng không? Ê. Nhận phòng khách sạn thì bên Intel họ có một cái quầy và đây anh. Mình sẽ nhận đồ lưu niệm của bên Intel trước. Trong đồ lưu niệm này thì túi rất to và trong đấy có cái gì tôi cũng không biết, hình như là một cái khăn hay là một cái gì đó. Đang đến nắng thì chắc là cho túi. Đây là khách sạn mà bọn tôi ở trong mấy ngày ở bên Úc. Ui, bên ngoài này ngay chỗ sông hay chỗ hồ gì đó. Đẹp vãi. Ê, cái hồ hoặc cái sông này chắc chắn phải có tên. Ui, đối diện ở khách sạn hình gì đấy? Hình ghế tình yêu hay sao này? Ừ, wow. Đây như là khách sạn W này là Marriott à? Đúng không? Marriott hình như viết tắt là hay có chữ W này. Ui, trông đẹp hay chứ nhở? Trông như ghế tình yêu luôn. Thôi, mình để xuống ngõ khách sạn này sau, đi lên phòng trước đi chúng em. Cái này mình còn nhiều thời gian để mình ngó mà. Mà tôi sẽ ở khách sạn này 2 ngày thôi, sau đó. Handy, tôi tưởng chữ Hà Nội ạ, à. Chữ Handy ạ. Handy Sanitizer, à, chỗ quầy à, rửa tay. Cái này mình còn nhiều thời gian để mình ngó mà. Mà tôi sẽ ở khách sạn này 2 ngày thôi, sau đấy bọn tôi sẽ chuyển sang khách sạn khác. Quầy đua ngựa này. Tao mới đi nữa. Đấy, 820 này anh. 821. 822 chắc là đây. Đây đây đó. Yeah, đây 822. Mình lúc nào vào cũng phải mình phải gõ cửa. Đấy. Đây là cái người ta gọi là tìm ra được là có an toàn hay không, gõ cửa. Đấy, ba gõ. Ra tôi không biết là gõ mấy gõ đâu. Nhìn anh độ gõ là mới là ba gõ chứ tôi đi toàn gõ khoảng độ chục cái. Đây rồi, giới thiệu với các bạn, đây sẽ là phòng khách sạn của tôi trong 2 ngày tới. Sao lại để cái gương ở đây trông vô duyên thế nhở? Quả gương lại chiếu thẳng ra phòng ngủ á, what the fuck man. Đêm ngủ trông sợ bảo bố. Là ngày hôm nay và ngày mai 21 và 22 à, bọn tôi sẽ chiếu ở đây. Và ngày 23 và 24 là bọn tôi sẽ tìm một khách sạn khác để ở. Đây view khá là ổn. Uầy. Tôi nhìn thấy có quả tàu nhưng mà nó không phải là tàu bình thường các bạn ạ, nó là tàu quân sự. Ui, đâu tôi anh? Tôi nhìn thấy thấy quả tàu quân sự luôn đấy. Đỉnh. Wow. Đây à? Hay là đây? Ui, cái này là nhà hàng này. Thuyền này thuyền đánh cá này. Wow. Cái đây là thuyền gì? Đây à? Đây là thuyền quân sự đây đúng không? Ui, đang nạp nhiên liệu này. Đang tiếp thêm đồ ăn này. Cái đây thuyền gì nhở? Đây thuyền quân sự á? À? Tàu này như kiểu tàu có thể lặn được vậy chứ giống tàu ngầm vậy. Nhìn vãi. Chất lượng. Không lạ nhở? Đây là giường ngủ. Ở đây có một cái bàn làm việc ngay cửa sổ. Đây có một cái gương để thì gương thì để soi. Còn đây là nhà vệ sinh, chúng ta sẽ ngó nhà vệ sinh phát nhé. Ủa, công tắc điện đâu ta? Ủa, công tắc điện nhà vệ sinh đâu ta? Bên trong anh. À đây.
Đây là nhà vệ sinh các bạn ạ. Ê! Bên núp này trông thế thôi, chưa văn minh. Chưa văn minh các bạn ạ. Các bạn biết tại sao mà chưa văn minh không? Các bạn thấy thiếu không? Các bạn thấy quả bồn bồn vệ sinh thấy nó cứ thiếu thiếu không? Trông nó cứ thiếu thiếu chứ. Nó phải có tí xịt ít nó mới sạch. Nó mới sạch sẽ đúng không? Ừ. Lau chùi để ví dụ mà ra cục rắn thì lau chùi ok, nó có thể dễ dàng. Mà gặp theo kiểu là ăn ớt nhiều, ăn cay, ăn nóng các thứ mà nó hơi bị tóe loe một tí mà lại chỉ có giấy thì mẹ lau tốn giấy lắm, biết tiết kiệm. Thế nên là nên có vòi xịt. Thứ nhất là tiết kiệm, ít dùng khăn đấy, để làm sao giảm thiểu cho vệ sinh môi trường. Thứ hai là thả vào bồn cầu nó không tắc, được chưa? Nên có vòi xịt, cách tiết kiệm rất là tốt và dùng được rất là lâu, rất hữu ích. Đấy. Thì mấy cái đất nước này mang tiếng là nước phát triển mà lại không có được vòi xịt ít. Chắc là cái hệ thống của họ ấy, hệ thống đường nước các thứ ấy, từ lúc mà họ xây dựng mấy khách sạn này là họ xây lâu rồi. Âm ra là bây giờ để mà phá đi để lắp thêm một quả vòi xịt ít là họ thấy không có. Thế nên là bây giờ những khách sạn đời mới, những khách sạn tiên tiến nó hay có quả bồn cầu mà ngồi vào bấm nút nước nó phọt lên, rửa đít. Và đấy là sự phát triển của nhân loại. Nên có cái đấy. Nó sẽ rất tốt rất là nhiều. Như này là chết rồi. Như này là lưu tiêu diêu rồi. Rất thiếu. Bài bé gọn gọn thế này thôi. Đấy, và ở những cái khách sạn như này, cái cách giải quyết chúng ta như nào? Chúng ta vẫn sẽ dùng giấy, chúng ta lau qua rồi chúng ta ngay lập tức chúng ta phóng thẳng vào nhà vệ sinh, cầm cái vòi xịt hoa sen xuống. Ui giời. Xả suối xả vào đấy cho nó đã cái thằng người đi. Đấy. Điệu lại còn bĩu môi, mím môi cười, điệu thế. Hợp lý không? Hợp lý. Rồi đấy là phòng khách sạn của tôi. Còn bây giờ bọn tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng 10 phút, sau đấy là đi chạy ra sự kiện luôn các bạn nhá. Đi luôn hả anh? Wow. Cái này tôi cá các bạn là như là đổ màu rồi đúng không? Bọn nó ra quả màu xanh mượt luôn ạ, tôi rất thích. Không biết là các bạn có giống tôi không, nhưng tôi rất thích nhìn lên bầu trời. Có mây cũng được, nhìn trời xanh không có mây cũng ok luôn. Nhưng tôi rất thích nhìn lên bầu trời. Cái cảm giác mà nhìn lên bầu trời cho chúng ta một cái gì đấy nó rất là nhẹ nhàng, cảm giác nó chill chill, nó lưu tiêu diêu, nó thanh thản, nó thoải mái cực. Thì tôi rất thích là nhìn lên bầu trời, tôi ngắm kẻ có mây hoặc là kẻ không có mây, tôi rất thích nhìn. Trời xanh trong vắt thì nó có cách nhìn kiểu trời xanh trong vắt. Những lúc mà có mây chúng ta lại nhìn ra hình dáng bóng mây nó như thế nào. Nhưng đặc biệt là trời nó phải có tí nắng, nhìn lên nó mới đẹp. Chứ nếu như mà trời mà âm u mưa, nhìn lên chả thấy cái gì thì đừng có nhìn. Uầy, bên này con cả... Thank you. Rip. Trong nào? Trong này à? Uầy, ở đây nhiều bạn nữ nhảy top top vậy. Cái này là gương à? Sao đây có một hội tập nhảy, xong ở kia có một hội tập nhảy, xong đây cũng một hội tập nhảy. Là sao nhỉ? Là chia ra mỗi người một cái gương anh. Cái này màn hình LED thì cũng đéo có gì đâu. Nhưng mà sao nhiều hội tập nhảy thế nhỉ? Đây là khu vực bên... Uầy. Ừ, nhiều hội tập nhảy nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 hội tập nhảy. Chia ra 5, 6 hội tập nhảy liền. Ui, xếp hàng vào này. Xếp hàng này thật ra trông không đông lắm. Có khi là không đông bằng Toilet đâu. Ngoài của IEM các bạn ạ. Mọi người đang xếp hàng rất là đông. Tầm 1 tiếng nữa là 4 rưỡi. Ui, mẹ màn hình bị hỏng này. Không sửa à? Ờ, bên này mang tiếng là tổ chức sự kiện công nghệ là không sửa màn hình và đi. Bắt đầu bán trận bán kết đầu tiên giữa G2 với cả Mau bán trước à? G2 với cả Complex City. G2 với cả Complex City bán trước. Trận thứ hai là Fate với cả Mau. Chắc là có, em nghĩ là có áo đấy. Tôi đang liên hệ với cả bên Intel để có người ra đón. Tại vì thấy xếp hàng đông quá. Đây anh đang ở ngay ngoài sự kiện này. Chỗ mọi người xếp hàng. Thế ra đón anh cái tại mọi người xếp hàng đông quá. Hôm trước ở trong cái sự kiện Intel Game ở đây ở Hà Nội với cả Sài Gòn. Nếu như các bạn mà theo dõi buổi livestream đấy thì tôi có giới thiệu một bạn đấy, bạn Thúy Phạm. Giám đốc kinh doanh ở khu vực em cảm ơn anh Hoàng nhé, cảm ơn anh. Chị Thúy này là giám đốc sản phẩm đấy. Biết ngay mà. Thế
giám đốc sản phẩm của bên Intel. Của Intel ở khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand. Bạn ấy cũng là người kết nối với bọn tôi để sang chuyến này của Intel xem quả giải đấu này. Bạn ấy cũng đang ở bên này và tí nữa đây tôi vừa gọi bạn ấy, bạn sẽ chạy ra đón. Thì bọn tôi không phải xếp hàng mà vào bọn tôi sẽ có những cái thẻ để có thể chạy lông nhông được. Đây rồi. Thẻ đây có thẻ. Uầy, thẻ VIP luôn đấy chứ chờ, thẻ VIP đấy. Hello chứ. Thúy. Quá lâu chưa? Chào các bạn em à. Hello. Như chị Thúy này cũng trẻ. Trước, Thúy đây có khi chỉ bằng tuổi tôi hoặc là hơn tôi một tuổi, bởi vì anh Độ gọi là hello Thúy, không biết là. Một là kém tuổi anh Độ, hai là bằng tuổi anh Độ. Thường là nếu bằng tuổi anh Độ thì anh Độ sẽ là hello bạn đấy, nhưng mà để hello Thúy khả năng kém tuổi anh Độ thì tôi nghĩ là chắc chỉ tầm 90-91, có thể là 92-93, có khi kém cả tuổi tôi đấy. Đúng không, hợp lý không? Rồi ta gọi là phân tích tác phẩm văn học. Quá đỉnh luôn. Ok. Đâu? Nó là cái quầy của Intel à? Quầy Intel. Chắc đóng còn ở dưới ở đâu. Thì anh đang bảo cố chạy qua luôn đấy. Bọn anh vừa mới xuống cái xong rồi kiểu Lưng không? Kiểu thiếu ngủ ấy. Thiếu ngủ thiếu ăn ấy. Thiếu ngủ thiếu ăn luôn. Em ở đây từ hôm nào rồi? Anh nói khéo thế. Từ thứ ba. Hôm nào về? Sáng thứ ba em về. I got him already. Rồi, trước khi mà đi xem tải EIM thì bọn tôi sẽ đi qua đầu giá 99 thì làm sao 99 lên giá đúng sản phẩm mới đỉnh quá. Bạn này chắc ngang tuổi tôi, tôi gặp Thúy chắc tôi chỉ chào bạn thôi, ngang tuổi thôi. Cái khu vực của Intel trước. Uầy, này Thúy, đây nó chẳng khác gì kiểu hội chợ công nghệ ở bên mình à nhỉ? Đúng không? Nó là kiểu thế, đúng rồi, nó chỉ quy mô lớn hơn thôi. What you get? Có cả Predator rất nhiều nhãn hàng Intel kia rồi. Năm nay Intel sẽ ra mắt con chip Intel thế hệ thứ 14 Raptor Lake à? Trước dùng Raptor Lake, trước dùng cái tên đấy rồi mà nhỉ? Đối với laptop thì sẽ là Meteor Lake, còn đối với laptop sẽ là Raptor Lake Express. Đây, tôi vừa được bạn Thúy bạn đưa cho một con chip Intel mới vừa mới ra mắt vào ngày 16 tháng 10 năm trước. Đây là con Intel 14900K. Raptor Lake thì phải. Raptor Lake. Con này là một trong những con mới mà vừa mới ra mắt nên là tôi chưa được thử, chưa được trải nghiệm. Ngon. Nhưng mà đây có lẽ là một trong những con mới ra lò đầu tiên mà tôi được cầm thử. Ước gì anh Độ về. Anh Độ nhớ là trong team có mấy chục thằng em bơ vơ. Thiếu quả, thiếu đồ. Chỉ mong là được một cái chút gì đấy nhỏ mọn mọn từ Shitly ấy. Về chán cái gì cả thế. Không biết gì, nó không biết nói năng gì. Quả cảm không biết nói năng gì, không hiểu kiểu gì. Đi chơi này chết. Chơi đi công tác, sự kiện thì về. Cái đàn em thì bơ vơ ở nhà, mong chờ từng ngày. Không biết nói năng gì. Cái này là cái để đánh nhau à? Cái này là cái gì đấy? Bill nhỉ? À cái này thay cho bàn phím à? Tôi chưa chơi cái kiểu này bao giờ. Cái này là nó có để cho mình đánh thử luôn đấy. Nhưng mà với tất cả những cái game đối kháng này thì tôi vẫn quen là đánh bằng bàn phím hơn. Không, không, anh vẫn đánh bàn phím, nhưng mà phím phản xạ nhanh hơn. Nó tùy người ấy. Thôi đi xem kia đi. Rồi bây giờ bọn tôi sẽ đi qua bên khu vực thi đấu các bạn nhé. Cũng định đi ở vòng quanh cái hội chợ tại vì nó rất là rộng. Có cả bàn để trải nghiệm set 2 kìa. Đấy. Người ta để sẵn máy ở đây này, mình vào mình ngồi chơi là trải nghiệm. Thật ra là với laptop với cả PC thì tôi vẫn thích chơi PC nhiều hơn. Tại vì người tôi nó hơi kiểu lưng tôi nó lưng dài tốn vải, ngồi cao ấy. Nên ra ngồi chơi laptop mà tôi phải cúi như này hơi khổ. Ngồi chơi máy tính này tôi ngồi này chơi được này. Tôi ngồi cúi này tôi chơi được này. Nhưng mà nếu như mà ngồi laptop thì tôi ngồi này hơi khó. Đấy. Cái laptop là nếu mà tôi có sử dụng tôi chỉ để công việc thôi. Tôi để công việc các thứ thôi. Thì laptop rất là tiện. Mang đi mang điếc ok. Đấy, mang đi quay, mang đi sử dụng, rồi dựng giết các thứ hoặc là copy file các thứ, làm tất cả những cái gì đấy trên laptop thì rất là tiện dụng. Nhưng mà dùng để chơi game thì nó hơi khó. Nó là chơi được mấy cái game kiểu Little Zeal thôi. Đấy. Như kiểu như là chơi cờ chẳng hạn, Little Zeal thôi. Đấy. Cũng có nhiều công nghệ mới. Nhưng mà nó lại đụng vào những cái hãng mà nó lại bị đụng. HP và Intel. Thôi mình sẽ di chuyển luôn nhá.
Nếu như mà các bạn theo dõi Intel Game ở đây ấy, thì các bạn sẽ nhận ra lúc nãy là bạn Thúy Phạm, bạn đấy là giám đốc sản phẩm của Intel khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand. Còn đây là bạn Đức của bên ESL, người sẽ hỗ trợ bọn mình trong 2 ngày đi xem giải. Chào bạn Đức nhá. Rất là nhiều. Uầy, tôi vẫn nhớ cái hôm làm Intel Game ở đây PUBG tại trung tâm hội quốc gia, các bạn nhớ hôm đấy không? Hôm đấy sau đấy là anh em bọn tôi là có đi nhậu. Tôi là lần đầu tôi gặp Đức. Đức hôm đấy là không biết là uống có nhiều hay không, nhưng Đức hôm đấy bá vào bá cổ tôi. Ơi, sao bạn à? Tôi ở bên ESL. Đấy. Thế là bạn chỉ cần nói với tôi một câu thôi. Bất cứ cái nào giải đấu được tổ chức ở đâu, bạn nói với tôi một câu thôi, tôi cho bạn sang đấy xem luôn. Đấy. Đức nói với tôi như thế. Nhưng mà tôi không biết là Đức bây giờ còn nhớ tôi là ai không. Có thể hôm đấy là bia nói, có thể hôm đấy là rượu nói. Thế nên là nhiều khi mình ở đây thì mình tâm sự thế thôi. Đấy, bởi vì hôm đấy lúc đấy tôi mới chỉ hơi say, tôi vẫn nhớ câu chuyện với Đức như thế nào. Đấy. Thật sự luôn, chắc luôn, chắc chắn luôn, có nói luôn. Hôm đấy anh em bọn tôi uống tay bát mặt mừng lắm, như kiểu là quen nhau về kiếp trước rồi. Thật sự luôn, rất tình cảm. Và bây giờ khi tôi gặp lại Đức, Đức có khi không nhận ra tôi. Nhờ. Gặp lại Đức, chào Đức nhá. Bạn làm bạn tên gì nhỉ? Ở đấy chẳng hạn, thế là cút rồi. Thế là cút rồi. Ơi, cảm ơn Melali nhá, cảm ơn em. Thế là cút. Bây giờ mình vào trong luôn nhỉ? Vâng, mình vào luôn. Còn đây là khu dễ nhà, dễ hàng và đồ ăn đồ uống và là shop. Yeah. Ủa, có cả bia các thứ à? Có bia, có đồ nhậu, có các thứ luôn để ngồi đem vào ăn được. Nhưng mà có mất tiền không? Quan trọng là mất tiền không hay là phở gì? Đấy. Mua sớm không bao giờ vào, chúng nó bắt đầu lấy chỗ rồi đấy. Nhưng mình phải vào ngồi sớm để lấy chỗ đẹp. Bên mình vào ngồi trước đã, xong một tí thằng nào đi mua thì đại diện ra mua, đây hai thằng còn lại giữ chỗ thì nó sẽ hợp lý hơn. Ừ. Đúng. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong các bạn nhá. Wow, xem sân khấu bên trong như nào nào. Wow. Đây. Đúng là khu vực này sinh ra để làm e-sport. Ăn món gì ấy nhỉ? Tôi thuộc dạng là đi mà quay quay vlog ấy. Tôi lại thiên về cái mảng ẩm thực cho lắm. Đấy. Tôi thường là dí vào ẩm thực nhiều hơn, ví dụ như món này chẳng hạn là món khoai tay chiên chấm với cả sốt majole lisa này. Còn đấy kia cái cục to kia chắc là xúc xích hay sao, trông to lắm. À, gà rán à. Uầy. Zichu Esports, tôi đọc một lượt đội hình của Zichu Esports. Có Monesi. Dạ, thằng cu em có Monesi. Monesi Monesi 1, Monesi 2, Monesi 3, Monesi 4 và Monesi 5. Dạ, đội hình của Zichu Esports. Tôi thuộc mà, tôi biết mà. Biết đội hình Zichu luôn. Uầy, còn đây là đây đây. Complex City. Đây. Complex City. Ôi thầy đồ chọc quen lắm này. Ngày trước là bắn cho Cloud Line đúng không nhỉ? À đâu? Bắn cho Liquid chứ đúng không? Với cả cùng team, với cả team TZZ là bắn cho đội nào ấy nhỉ? Có phải là Liquid không nhỉ? Elite ghè đúng rồi. Mình này tôi biết bốn anh này luôn. Bốn anh này là bạn của Elite ghè. Elite ghè 1, Elite ghè 2, Elite ghè 3, Elite ghè 4, Elite ghè 5. Rồi. Như vậy đây là trận đấu giữa team Molesi và team Elite ghè. Yeah. sáu người. Cái này thì đợt tôi đi Singapore xem đá bóng là được làm rồi. Quả bóng giống bằng chu. Ông nào còn đập với trẻ thì trông cũng giống thật. Tình là trong ngoài tối vậy à? Giống thật, giống. Tôi muốn... Đó là bao su thật á? Không phải cả cứt, ông nào mang cả bao su vào thổi đây. Ảo thật chứ. Eo ơi, thổi cái đấy nó cứ thế nào ấy. Tại vì nó có cái gọi là cái dầu bôi trơn phía bên ngoài, thổi dính vào mồm. Kinh quá. Dùng mình kiểu Mỹ Đình. Quay cái không khí cho các bạn xem nhưng mà... Đấy dùng xong mới thổi á. Tôi để truyền tải cho các bạn. Mà ở đây có 4 tầng khán giả, đông vãi cả đái ra. Ok, sao tôi lại không biết. Các bạn thì nó đẹp. Ôi, lại không biết nữa thì ai biết nữa. Trời ơi, có vợ có con rồi, tại sao lại không biết mấy cái này, biết chứ nhờ. Nó lại còn nhiệt vãi cứt nữa. Nhất nhất kiểu gì á, cầm vào tay là biết chứ việc gì phải cho lên mồm. Tôi chỉ truyền tải để cho các bạn như thế thôi.
Moi, 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 Moi. Ở bên đấy đó, hô Moi Moi giống mình thế nhở? Ờ, ở Việt Nam mình hô Moi Moi bên đấy nó bắn pháo hoa này. Wow. Vừa trốn về ngủ tí, bị bắn pháo hoa cho tỉnh luôn. Wow. Uầy, uầy, ngày gì mới đúc vào bắn pháo hoa vậy? Quả cửa xối xả này bẩn vãi cứt. Uầy. Đéo vui tí nào các bạn ạ. Tôi vừa ngủ được một tí, xong rồi tôi dậy đang định rủ chúng nó đi ăn. Thì tôi chợt nhận ra là mình đi tắm tại vì người mình hơi bẩn. Nó bị phụt mẽ ra ngoài, sao nó có thể phụt ra ngoài như này nhỉ? Nghèo ơi. Trời ơi. Thế là những cái đồ bên trong này của tôi giờ bẩn mẹ hết rồi. Nghèo. Nhìn này, lọ nước rửa mặt này. Rửa đi anh, rửa đi anh. Kinh quá. Đúng rồi, rửa đi. Mẹ mà lại đang ngủ, có thằng nào lại còn bắn pháo hoa nữa. Chào mừng anh Độ đến Úc. Mẹ bắn ngay cửa sổ luôn. Tao hỏi mới biết thứ bảy hàng tuần là bắn pháo hoa. Điên hết người. Điên hết cả người. Thật chết mẹ là học mẹ luôn là hộp sáp rồi. Ôi thôi sao? Mẹ cuộc đời. Hộp sáp thì lại hộp 3T cay là sao nhở? Sao lại hộp 3T cay nhở? Mẹ cuộc đời. À, ghét cờ lay. Si ghét cờ lay chứ phải hộp 3T cay. À tôi tưởng là anh Độ kiểu hộp sáp lại cho hộp 3T cay hả ông? Đóng sang bên này. Em bên Cali 3 sáng em chuẩn bị ngủ rồi. Ê, mày ngủ đi thôi. Mai đi kèo để mai đi nhá. Ghét cờ lay mà tôi cứ tưởng là hộp 3T cay. Trời. Bắt kém không cả. Mau ngang trái. Này thì vuốt gì nữa. Tôi mang theo đúng hộp sáp cốt tóc. À, trông kiểu mô thằng đẹp thì gì cũng mang. Không sử dụng được nữa. Tận hai thằng đấy được. Không sao anh ạ. Sự. Mình có nhiều phương án. Đây. Thủ phạm đấy các bạn. Tôi cũng đéo hiểu. Nó không bị dò ra ngoài nhưng mà nó phun tung tóe ra hết. Clear man à. Tôi vứt nó đi. Tôi thật ra là tôi không gội được Clear man. Toàn gội Head and Shoulder thôi. Ừ. Bực thực sự. Xong rồi, tắm nhanh thế. Mẹ lạnh phết đấy. Bây giờ là 9 rưỡi tối và tôi với cả thằng Dep, thằng Bo sẽ chuẩn bị phải đi kiếm chỗ ăn. Uầy, các bạn biết vì sao mà bên Úc đến tối đến đêm thì lạnh và ban ngày thì nắng không? Bởi vì phần lớn nhá, lãnh thổ của Úc ấy, cái gì ở bên ngoài là cái gì mà chúng ta thấy là người dân đã sinh sống rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì phía gì ở bên ngoài ấy, thứ nhất là giáp biển, dễ dàng là giao thương, buôn bán. Thứ hai là nguồn nước phát triển tốt. Và gần biển thì bao giờ cái khí hậu thời tiết nó cũng ôn đới, nó dễ chịu hơn rất là nhiều ở phía bên trong sa mạc. Còn phía sâu bên trong nhá, ở trong lục địa của Úc ấy, thì đó là có những cái hoang mạc, sa mạc rất là lớn. Và như các bạn đã biết, cái thời tiết ở hoang mạc và sa mạc như nào, sáng rất là nắng nóng và đến tối đêm bắt đầu thời tiết nó giảm dần lạnh. Thế nên là mặc dù đây là khu vực giáp với biển, tuy nhiên là nó vẫn có những cái phần lục địa và giáp với cả những phần hoang mạc sa mạc, thế nên nó bị ảnh hưởng vào một khu vực buổi tối, trời tối là nó cũng sẽ bị như thế. Cái này là kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm để làm gì? Thì chúng ta nếu mà có đi du lịch thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cái địa điểm du lịch mà chúng ta sẽ đến, nó có lạnh hay như nào, nó có nóng như nào, để chúng ta phù hợp mang quần áo, mang trang thiết bị đồ dùng cá nhân của chúng ta phù hợp với cái thời tiết như vậy, đúng chưa? Yes, sure. Đấy, đây là một kiến thức rất bổ ích. Ngoài việc, ngoài trừ là chúng ta xem những cái vlog này ra, chúng ta còn rút ra trong đấy rất nhiều những cái bài học. Yeah man. Sau khi mà ngủ được một tí thì trông có vẻ là cũng khá là tỉnh. Ở bên này có một bạn đã liên hệ với cả tôi được từ trước, đấy là bạn Hiếu. Bạn này thằng Hiếu. Thằng Hiếu đệ tôi. Anh em bỏ đại hội có nhớ thằng Hiếu béo, thằng Hiếu Nguyễn không? Đấy, nó đấy. Thế nào mà nó lại liên hệ được với cả anh Độ? Còn trước đấy nó bảo tôi, mà lúc đấy tôi nói thật, cái hôm mà anh Độ mà bảo là vào trong cái phòng ở trên Discord ấy, xong rồi kiểu là có nhiều người vào để xong rồi tìm ra những bạn phù hợp nhất để tổ chức bên này ấy, thì lúc đấy thằng Hiếu nó cũng bảo tôi là anh để em. Tôi bảo là ôi nhiều người vào thứ anh Độ cáu đấy. Thế là tôi không giới thiệu thằng Hiếu đâu. Thế thằng Hiếu nó phải tự liên hệ. Nó liên hệ với cả con Thảo Yuri thì phải. Ấy. Thế nào Thảo Yuri nói lại ok. Đấy. Đấy, thế là thằng Hiếu có cơ hội gặp anh Độ bên này. Đấy, có mà. Ô thằng Hiếu nhá. Nó còn gửi cho tôi một cái gọi là hành trình tour du lịch cho cả team refund sang bên Úc như nào luôn.
Có luôn đây, nó gửi cho tôi là còn nguyên tin nhắn luôn. Có luôn ạ, có luôn ạ. Ê... sâu Facebook đi ạ. Sâu, người ta uy tín như thế này cần gì phải sâu. Không bao giờ tôi lừa các bạn đâu. Ê, cứ đâu thôi. Đây. Đây. Em gửi lịch trình Sydney Tour. Có luôn đấy. Khu phố cổ The Dốc, Sikula Quay, Otilika Garden, nhà hát con sò, Darling Harbour, đấy. Nhà hàng Thái Holy Basil, đấy. Đấy chưa? Có luôn, tự do chụp hình núi ba chị em các kiểu rồi. Đấy. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Ê, giời, có bao giờ tôi lừa các bạn đâu, mà tôi nói thật. Đùa legit luôn. Legit mà, legit mà. Thằng em thôi, đệ tôi mà. Chạy Uber ở bên này. Bây giờ đang đợi bạn đấy qua bên này đón, xong rồi bọn tôi sẽ đi kiếm một cái gì đấy để đớp. Ôi, mà thằng này một chút gì đó tối. Thằng này nó chính ra nó làm luật sư. Thế nào nó lại bỏ luật sư nó sang làm Uber. Ừ. Mới ảo. Ngủ cho ngon. Cũng là một phương án hợp lý. Nó làm Uber thoải mái hơn, kiếm được nhiều thế hơn. Mày có bị mày đang ngủ với thằng nào bắn pháo hoa không? Có, anh tưởng bắn nhau không? Sợ ấy liền. Thằng bắn nhau. Đun. Mẹ mới bắn dã man luôn bắn. Ờ, David Bo. Thank you David Bo. Thank you. Thank you bro. Việt Nam qua không. Đang có bạn bạn tên là Hiếu, bạn chạy Uber ở bên này. Bạn sẽ qua đón anh em mình để đi ăn. Đúng ra phải cầm thêm cái áo khoác. Lạnh phết đấy. Lúc nào lạnh vãi mình luôn anh ơi. Đó lắm. Đi vào chẳng hẽ lên tầng lấy cái áo khoác. Lên đi anh, đằng nào em cất đồ mà. Mày lên cất đồ gì? Vâng, tôi đi lên chú. Thế thôi đi lên cất đồ rồi này. Lấy cái áo khoác phát. Blu-ray Grow Open 24 giờ. Đấy. Bên này nó có những cái gọi là tiệm kiểu như là tiệm ơ chú cảm ơn David nhé, chú cảm ơn David. Nhưng gọi là những cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ mở 24/24 ấy. Thế mà tôi hỏi thằng Boman. Bên đây có kiểu cycle cây các thứ. Mở 24/24 thằng Boman không có cái gì mày ạ, đói gần chết. Bà điều thật. Ở đâu chả có mấy cái quả tạp hóa mở 24/24 đúng không? Ê, thế mà thằng Boman nó điều thật, nó bảo là không có đâu, mẹ sao mà đấy buổi đêm đói không có gì để ăn cả. Điều thật. Vừa có hàng tạp hóa mở 24/24 xong. Ờ, Hiếu đấy à? À. Hello em. Ủa mẹ, ai tên Hiếu trông cũng to dã man nhỉ? Mình đi ăn tí nhỉ? Dạ, anh muốn gì ạ? À? Anh chưa biết được. Có Hàn, có Nhật, có Mỹ, Hàn, Thái. Trung. Đồ tàu có vẻ ngon. Có, mà có đồ Trung không? Mấy hôm tới đồ tàu ấy. Đồ tàu á? Đi. Đi ra phố tàu. Đi ra phố tàu đi. Ê, xe. Ê, thì gọi ông Bom không nhỉ? Mày gọi đi. Ờ, anh tưởng mày lái Uber. Không, bên mình cứ ra đi xong tí nhắn địa chỉ cho Bom nó tự ra. Đây là bạn Hiếu, bạn ấy lái Uber ở bên Úc. Em sang bên Úc được bao nhiêu lâu rồi? Em khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. Anh thấy bảo lái Uber bên này cả kiếm lắm đúng không? Đúng rồi. Em cứ bằng luật cho em bỏ luật em đi làm Uber. Được. Ui, đi con bán tải này kêu bé. À thế à? Quê. Hiếu sinh năm bao nhiêu á? Ui giời ơi. Chồng tôi cũng to nữa. À, vợ con gì cho? Chưa anh ạ, tôi vừa lực phục của anh Hiếu. Đang sợ ế đây này. Ăn gì chưa Hiếu? Em ạ, ăn rồi. Ăn rồi á? Ăn rồi, đi ăn với bọn anh tiếp nhá. Sau khoảng 15 phút đi xe từ khách sạn thì bây giờ bọn tôi đến một quán quả giống kiểu trung tâm thương mại. Ủa, cứ... ăn trong này à? Ăn trong trung tâm thương mại luôn à? Ai à, xịn phết nhờ. Giống trung tâm thương mại ở Việt Nam. Và hôm nay bọn tôi sẽ ăn đồ tàu ở đây. Trong một Vincom có trống ấy. Giống kiểu... ở bên Úc này thì buồn cười lắm. Tầm 9-10 giờ là người ta đóng cửa mẹ. Intitit mẹ hết rồi. Bạn này béo thật. À thế à? Hôm thứ hai mình ăn trên này luôn á? À? Ha. Các bạn biết ở đây bên này bọn tôi tổ chức một cái mini offline để bên này. Mini offline để gặp anh em ở bên anh em Việt Nam ở bên Úc. Và thật tình cờ là bọn tôi sẽ ăn ở đây luôn. Ok. Ok, sao ăn uống không quay gì nhỉ? Thế công việc thật sự. Sao vèo cái ra đến cảnh lên ra ngoài rồi. Ok. Thế anh Độ rút ngắn thật sự đấy.
chả hiểu sao đi quay đi ăn xong vèo vắt ra phố luôn. Thế là không ăn đi về à? Hay là ăn xong rồi không quay? Dỗi thật sự. Xem vlog dỗi thật sự đây. Quay chả giới thiệu cho người ta ăn uống như nào cả. Không biết kiểu như nào. Cái gì xuất hiện ở ngoài phố rồi. Không ăn uống gì. Xem, lấy là xem tour lại bây giờ chứ. Ê anh em không nói để... Tôi tưởng là anh đồ ăn xong rồi đi về rồi. Tôi bảo thế chứ xem được cái đoạn ăn uống như nào đã đi về rồi mà ra là chưa ăn à? Ừ thế thôi xem tiếp. Giới thiệu các bạn, đây là Chinatown ở Australia. Bây giờ là tầm 10 giờ tối nên là nó cũng hơi vắng một tí. Trông lưu tiêu diêu nhỉ. Xong rồi là phố chính hả Hiếu? Đi đi. Market City. Ủa, đồ chúng tôi mình sẽ đi ăn đồ gì hả Hiếu? À đây, bây giờ mình đến quán này. Tôi ý anh là sẽ ăn gì? Ăn vịt hay là ăn... Đầu. Cơm rang hay ăn gì đấy? Ôi, tại sao Hiếu ơi, mày không giới thiệu một quán ở Đài Loan mà nổi tiếng đặc sắc, đồ ăn ngon như thế mà không giới thiệu cho Hiếu nhở? Trời ơi, quán gì các bạn? Quán gì nhở? Quán gì mà đồ đài ở 102 Trung Hoa, cả 46 Kim Mã nhỉ? Quán gì nhở? À, tự dưng lại quên tên mất rồi, quán gì nhở? Quán gì nhở? Thề đấy, phải ăn đồ Đài Loan. Quên thì quán gì nhở? Dông Cang á? À? Đúng Dông Cang không nhở? Trời ơi, đúng quá rồi chứ gì nữa. Hiếu ạ, à, lần sau mày chết. Cái này giới thiệu là Dông Cang. Ờ, à, đi, ăn bánh đắc đi. Lâu mọi con ăn bánh đắc. Hợp lý ạ. Nó chỉ là mỗi cái dọc phố này thôi à? Vậy tôi toàn gọi là bánh đắc. À, đây à, bạn đây Hiếu à. Bạn giới thiệu quán Super Bowl. Một trong những quán mà giống kiểu anh em mình ở... ở Việt Nam ấy, ừ, sau khi mới đi nhậu nhẹt các thứ xong là các dân chơi đổ về đây để ăn đêm. Rồi, hôm nay bọn tôi sẽ ăn ở đây các bạn nhé. Super Bowl, một gà của Trung Quốc. Và bọn tôi sẽ ăn Peking Duck. Giới thiệu với Hải, đây là Hiếu. Hiếu lái Uber ở bên Úc 10 năm rồi. Giới thiệu với Hiếu, đây là Hải. Hải bán set go 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi chứ. Hạ lại còn gửi quảng cáo hơn 15 rồi đấy chứ. Này bọn tôi sẽ uống bia Thanh Tao. Thanh Tao này thì ngày xưa bọn tôi hay ngồi ăn quán tàu ở chỗ Huỳnh Thúc Kháng. Uống nói chung là cũng khá ngon. Đây là một trong những cái loại bia kiểu phổ biến vãi cứt ở Trung Quốc. Thực ra bọn tôi cũng đéo định uống đâu, tôi cũng đang ốm. Nhưng mà mẹ mà thằng Bom nó bảo là anh ơi quán này có bia không thì mới ngồi. Mẹ mày nhiễu vãi. Anh Bom gọi cho em bảo là phải có bia mới ra. Đoạn đấy là phải ping lửa ơi nhiều, đoạn đấy ping lửa ơi nhiều, ôi chửi sang chửi lên bồm. Bóng không già, ăn bóng nhạt miệng đấy. Ăn nhạt miệng à? Ăn chủ yếu để mình làm một chai thôi, chỉ một chai nhỉ, một chai thôi. Ăn tiêu hóa cho dễ, rau. Tráng họng đi, tráng họng đi. Đi kiểu đéo, chả làm với chục chai. Rồi em ra, sức khỏe nhá. Một tháng lái Uber được 8.000 đô, ôi vãi cứt. Anh em sang Úc đi. Mẹ mày làm streamer vừa bị chửi lương lại ít. Giàu thế nhở? Một tháng làm chửi. Một tháng 8.000 đô hả? Thật ra? Wow! Làm kiếm ăn ác nhờ? Mơ anh em có 300 đô anh nhờ? 6-7 triệu hơn. Mà em lại một tiếng mà nhân tiền đấy còn nhiều người đi này. Chính hai wow. Nhân lên bằng người ngày một tuần. Một miếng thôi. Đâu anh, tutorial của một nhân tiền. Một miếng. Một gì đấy? Một đầu hành. Bát à? Một đây dưa chuột. Dưa chuột. À, xong phải làm một miếng da. Miếng da kèm một miếng thịt. Xong bây giờ cuộn vào với nhau. Hải. Mẹ hai ba này em là người quan trọng vậy đấy. Anh mời em. Em không ăn được hành. Rồi tập trung nhá, anh em ăn chung nhá. Không ăn được hành. Mẹ em điều. Ăn bún riêu bát nó chẳng ngập hành thì kêu không ăn được hành. Em người nhà nhau lo đi. Em ngon vậy. Hợp. Ngon vậy. Anh đúng rồi. Em lại giới thiệu anh phong cách ăn của người Hà Tây. Wow. Mình xắn tay áo lên trước rồi ạ. Đấy, mình thấy có cái này. Đấy, cầm con này lên. Văn hóa phong tục tập quán thế nào ấy nhỉ? Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Bàn có anh lớn, các em nhỏ các thứ. Mày thì tuổi giữa đấy, ông vớ ngay cái đùi ông ăn. Mày ăn khôn mồm thế nhỉ? Ê, thằng này đá ngay cái đùi, ăn khôn mồm thật sự đấy. Bàn có anh lớn, anh Độ, anh Cường chẳng hạn. Có các em nhỏ hơn, em đẹp, em bô. Ông vào bù mẹ luôn cái đùi. Đấy, phong cách ăn đấy, phong cách ăn đấy. Ăn khuôn thật chứ. Chơi bao Hà Tây mà. Ăn quả vịt cỏ mình đỉnh mà lên. Các bạn. Ngon các ạ. Ngon. Bố mẹ còn nhanh.
không phức tạp. Đỉnh 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 đỉnh. Bọn tôi KPI hôm nay là chỉ mỗi thằng một trái bia thôi. Ừ, chào các em. Bọn tôi KPI hôm nay chỉ mỗi thằng một trái bia thôi. Tôi hoàn thành xuất sắc KPI của mình, nhịp lại một hớp nữa là hết. Nhưng đéo ngờ lại có một hội mà anh em Việt Nam đông vãi cả cứt sang tặng cho một quả thư kèm với quả mày mười mấy chai bia. Đây, đây, đây anh gửi miếng lòng các bạn tặng anh không ăn. Đấy, lòng các bạn tặng anh. Tặng cho thêm cả đĩa lòng. Mà thôi, giờ tôi với cả Hải, mẹ Hải lại còn gọi thêm cả một đĩa vịt nữa. Hải ạ. Mẹ mẹ em ăn cái còng thứ ba rồi đấy. Thằng này ngồi chỉ ăn đùi ạ. Trời ơi. Ăn trong rồi, ngồi trong gương Hải ơi. Ngày xưa các cụ dạy thế rồi. Mày ăn một cái đùi lúc đầu tao đã đói rồi. Anh Độ bảo mày ăn ba cái đùi thì tao không hiểu mày ăn uống kiểu gì mày chỉ ăn đùi à? Đâu, đây em ăn hai cánh. À. Đây là cái đùi đầu tiên được ăn. Nó định ăn đủ bộ đấy. Đấy, mình ăn được đủ bộ vẫn. Với tưởng ăn khôn mồm thế nhở? Vậy là thầy ăn ngấy lắm rồi, Hải nó gọi thêm con vịt nữa thầy. Không cho anh em đổi. Quá, ăn ủng hộ đi em ơi, không béo hết đâu. Ba, để phần cho anh Độ, nhưng anh Độ ốm quá không ăn được. Này phải thứ tư rồi nào? Không, thứ ba, vừa kia ăn một cái đùi đi rồi, ba hai cái. Thật ra anh cũng ngắm cả cái đùi bên kia nhưng mà lúc anh nhìn sang thì nó mất rồi. Nên anh đây, 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 em ngắm nó. Ba cái đùi, ba cái cánh, ăn vãi cả cứt. Mẹ, nó treo, che lên. Mẹ à. Đấy, bà thằng này ăn đùi phí thế nhở này. Ăn thằng này đúng thịt bên ngoài, đéo gặm bên trong này. Còn nguyên sụn này, còn nguyên xương đéo chịu cắn ra. Ở bên trong quấy nước tủy ăn cũng ngon, đéo ăn. Ăn phí thật, mẹ thằng này nói thật, nó ăn xong nhá. Cái xương đùi đấy mang đi mà đun nước á, làm nồi phở ăn vẫn ok luôn. Thằng này ăn rất phí luôn, thật. Hải ạ, mẹ cái này mang về nhà nấu cao được đấy Hải. Ở đấy. Xương ống ấy Hải. Làm cái kia ạ, thèm lắm. Cố gắng lên, cố gắng lên. Xem vlog này tôi mới thấy là ở nhà chắc là Minh Nghi là bỏ đói thằng này. Đúng không? Hỏi thật các bạn là có phải ở nhà là Minh Nghi là bỏ đói thằng này không mà đi ăn như chết đói chết khát thế này. Vlog nên dành cho Hà. Dạ. Chúng mình nó ăn phải đến 4 cái đùi rồi. Để sửa phí. Phí, phí mở. Đúng, kẻ thù của các loại gia cầm. Ồ, giờ bây giờ còn mỗi miếng thôi mà em. Vừa lại ăn nó à? Anh từ nãy giờ mà không có ai ăn cả, thấy không? Bây giờ để lại nó rất là phí. Mình không thể lãng phí được, em phải giúp đỡ anh cái miếng cuối cùng này nhá. Chứ em không ăn, thích cái món này lắm đâu. Ăn đùi ăn cả lườn luôn. Thôi bên này trách nhiệm bên này đi. Không ăn đấy. Thôi toàn 3 cái cánh thôi, chả nhẽ ăn 4 cái. Cho nó đủ 4 cái. Thôi rồi rồi, nhưng mà không ăn thật. Gặp luôn đấy. Nốt đi, gừng nó lên. Còn đúng 1 miếng nữa thôi Hải ạ. Đúng ạ, em ăn hết 2 phần 3 con vịt đấy nhá. Anh gọi ăn chứ. Đúng rồi, gọi một con luôn. Thế chứ hóa ra nó chuyển vào trong ở trong Sài Gòn như không có món vịt hay sao ấy. Ăn 2 phần 3 con vịt ạ. Ăn khỏe thật sự. Để mà tôi bảo tôi ăn hết 2 phần 3 con vịt được không ăn. Tôi nghĩ chỉ có Tùng Béo này, tôi thấy Odip này, với cả bạn là Mai Nam Hải tôi thì ăn hết 2 phần 3 con vịt. Đấy, sao uống thêm nốt chai này nữa là đẹp này. Tôi cố lắm đấy nhờ. Xem anh Bom Nation bảo ăn vẫn chưa no ạ. Này, đĩa này. Này, như thế này ăn vẫn còn chưa no. Tôi đéo hiểu ăn như nào nữa. Xoay vòng nó phải được. Về nha, bye bye nha. Bye bye, mai gặp. Bye bye. Rồi sau khi bọn tôi ăn uống mạ thương hết cả bụng ở Chinatown rồi. Bây giờ chắc là về nghỉ rồi các bạn. Theo giờ ở bên này là tầm 12 giờ đêm, mới là 8 giờ tối ở bên Việt Nam thôi. Nhưng mà tại vì cả ngày hôm nay bọn tôi bị thiếu ngủ ấy, lờ đà lờ đờ, nên là tôi nghĩ là mình nên nghỉ ngơi một hôm. Sau đấy là ngày mai lại đi chơi tiếp. Ở bên này nó cũng nhẹ nhàng, chill. Cũng vui, cũng ổn. Cũng được, cũng thích. Thế nhá các bạn ơi, chúng ta kết thúc ngày 1 ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. See you tomorrow. Có cả áo The Real luôn mà. Thế mà không để áo Mixer nhỉ. Đây, hello xin chào các bạn. Đây là buổi sáng thứ hai mình ở Úc. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng. Và nó rơi vào khoảng trừ đi 4 tiếng là nó rơi vào khoảng 3 rưỡi sáng ở Việt Nam. Hôm qua mình đéo ngủ được. Này, biết thế cái tầm 3 giờ sáng này tôi gọi điện cho anh Độ là được ấy chứ nhờ. Ừ, tại vì anh Độ đã ngủ đâu. À, quên nhầm. Tại là... không quen giờ, khó chịu rồi. Vậy. Nằm trằn trọc đến sáng vừa mới tắm rửa xong. Mẹ mặt trời chiếu mẹ vào giường luôn. Kiểu Độ ơi, tao đố mày ngủ được ấy. Hôm qua khi mà bọn mình đến...
Hôm qua khi bọn mình đến đây thì Intel cho một cái phong bì. Hôm nay mình mở ra thì mình mới thấy là trong này sẽ có một cái QR code quét vào, sau đấy là tận hưởng 140 đô đồ ăn và đồ uống ở bất cứ cái nhà hàng nào bạn có thể lựa chọn. Quét cái mã QR này nó sẽ ra rất là nhiều nhà hàng mà mình có thể đến đấy ăn uống trong khoảng 140 đô với cái thể này. Ô, được đấy chứ. Hay phết. Ta chu đáo cái này. Tối nay mình sẽ rủ mấy anh em đi thử trải nghiệm xem là ở đấy nó có gì hay ho không. Mình vừa nhắn tin thằng Bom Man xong. Thằng Bom thì nó ở khách sạn khác mình. Cách đây khoảng một cây. Nó bảo anh đi ăn, tôi rủ nó là có đi ăn sáng không, nó bảo là em tìm một quán phở Việt Nam. Nó hiểu sao mà sang Úc nhớ đồ ăn Việt Nam vậy. Nếu như mà đêm buổi tối ấy, ở Việt Nam mà đói ấy, alo một cái thích thì ăn cơm Haki Food, còn không thì gọi phở ấy, gọi mì tôm ăn. Mẹ bên này hôm qua đói chưa biết ăn cái gì cả. May tối hôm qua ngồi có bạn fan, bạn ấy mua cho một cái gói bim bim, không nó là bánh tim tam gì tim gì tam. Đấy đêm qua đói quá mò ra mở ra cái túi mới thấy ngon đéo chịu được. Đây tim tam, đây nó là tim một cái tam. Bánh gì đó anh chắc là bánh ngọt nhỉ? Ngon không chịu được. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới để màu tóc anh Độ là màu đỏ hay màu cam nhỉ? Đen đỏ hay là đen cam ta? Đi lê hêu cùng em Bom An xem là quanh đây có cái gì hay không các bạn nhá. Nắng thế à. Phải lạnh phết nhở? Hơi lạnh mà anh. Em phải giới thiệu với anh luôn. Ở bên Úc ý, ngoài cái khu vực rìa biển này ra thì bên phía trong lục địa của nó là hoang mạc và sa mạc rất là nhiều. Ngày xưa khi mà cấu tạo được nên cái gọi là châu Úc, đặc biệt là Australia này, thì ngoài việc là chúng ta có được những cái cư dân, những cái thổ dân có mặt sẵn ở vùng đất này, thì còn đó ở các cái quốc gia khác ấy, nó còn mang đến đây đó là những cái tù nhân nữa. Đấy, chúng ta tạo nên được một quốc gia như một nước Úc bây giờ. Đang cả liên quan cả lịch sử, liên quan cả lịch sử luôn. Đi bộ cây nóng lắm rồi. Chuyên địa chuyên sử luôn. Cách đi 600 mét anh ạ. 600 mét á, quán phở à? Không, quán phở nào nó mở giờ này đâu. Thôi à? Quán đồ Tây. Đồ Tây là nó sẽ có cái đèo đấy. Ờ, cái tin chuẩn mà. Này dưới này có cái cầu với cả có cái đi. Em vừa đi được qua đấy. À đấy à? Mày vừa đi qua đấy à? Em vừa đi từ bên đấy ra. Việt Nam mình. Vắng đéo chịu được. Bây giờ à, tầm 8 giờ sáng. 8 giờ sáng mà thì kiểu đéo ai dậy ấy. À hôm nay chủ nhật. À hôm nay chủ nhật à? À ừ. Đây à, thứ nhất là nó sạch. Hai là cảm giác kiểu nó trong. Lành, ui lâu lắm rồi đéo dậy sáng sớm như này. Welcome to Bimon Brazil. Đây khách sạn mà tôi ở kia. Ibis Hotel. Gần đó là Novotel. Bây giờ tôi tưởng là thằng Bom nó ngồi nó ở đấy. Nhưng mà đây có hai cái Novotel cơ. Một cái Novotel ngay gần chỗ nhà thi đấu. Còn một cái Novotel thì ngay sát đây. Bên này nhiều Novotel lắm anh ạ. Ờ. Nó lại phải giao tên từng cái một. Còn đây là cái cầu mà từ cửa sổ khách sạn tôi nhìn xuống, cái cầu này chỉ có đi bộ được thôi. Tôi nhìn thấy từ hôm qua rồi nhưng hôm nay tôi mới mò xuống để xem cái cầu như nào. Đẹp phết nhờ. Đây, bên này có quả tàu quân sự này. Ui, quay sát luôn. Cái đó cũng chả cấm đoán đấy nhỉ, muốn quay thì quay. Qua đây kiểu cảm giác dân Úc sống chill ấy. Cứ kiểu từ từ, đéo vội. Ê, chim hải âu, chim hải âu. Sila Sydney Aquarium. Ơ, đây có bể cá. Đúng rồi, nó là thủy cung hay sao ấy. Thủy cung, ờ đúng rồi. Đúng rồi, nghe. Chắc là đoạn này em chỉ biết là gì thôi, chưa vào phát nào. À, mở cửa lúc 9 rưỡi sáng. Đây 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 đây. À, thế nó là con vòm kia. Ui. Đúng rồi đấy, nó là cái vòm. Ui, này kết đấy. Kết nối luôn à? Chọn chọn. Nhìn 9 giờ có cái đéo gì? 800 mét. 9 giờ thì bắt đầu là có quán phở nó mở. Mẹ quán phở được có 3 sao thì biết ăn có ra gì không? Em thấy một đống phở thì em thử xuất nha. Ờ à, từ tìm thôi. Vãi. Mày em đi sớt Việt Nam mà thế. Cả sớt mẹ về Việt Nam rồi. Việt Nam. Có chữ Nia Mi nữa nhỉ. Ủa, nhiều thế này á? Không phải nói đùa đâu chứ mà. Mà toàn hàng Việt Nam luôn á. Đúng, đúng anh. Đấy, phở ngon này, đây, có một cái này chưa có điểm. Bấm vào xem nào. Hai dặm. Đéo có giờ mở cửa nhỉ? Đang cười thằng Bom chú ơi, tè. Mở lúc 12 giờ trưa. Lên Google search Việt Nam với chả cho bay về Việt Nam. Ui, hai cây liền vãi cứt. Xả thế.
Đi bộ phải 4 cây. 21 phút thôi. 21 phút. Ừ. Mẹ đang đói. Lana đấy gì? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có gần đâu? Đang mở cửa đấy. Đúng rồi, sắp mở từ 8 giờ. Ủa, bọn này có cả cà phê sao này? Đúng rồi anh. À, bữa rồi, nửa buổi. Cà phê sáng với cả ăn luôn. Pizza. À có burger này. Đấy, tất nhiên. Burger là ăn xong mày có về ngủ không? Chắc một lúc ngủ chứ. Em cũng phải ờ chắc cũng về ngủ. Ngủ thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ không biết ở Sydney với Melbourne chỗ nào vui hơn á? Này thì phải hỏi các bạn ở bên 4 giờ. Thì anh em đi ăn xong rồi về đi ngủ là vừa, đúng không? Ăn cho nó mệt mệt tí. Ừ. Em về em ngủ vẫn nữa. Đi, chỗ quán này đi. Đây. Đi. Không không cầm máy. À đây. Tự quên rồi thề. Wow, đẹp vậy. Wow, đúng anh em tôi đi bộ một vòng vãi cứt ạ. Kìa cái cầu đúng anh em tôi đi bộ kìa. Anh đi, anh em tôi lòi hết cả mồm đi đi ra tận đây. Đi đúng vòng luôn. Hiện cái này cay đúng ạ. Đây rồi các bạn. Anh em tôi chắc phải đi bộ 30 phút. Đây rồi. Plana đây rồi. Ui. Ui. Này đằng sau này trông như mấy anh mấy chú người Việt Nam luôn đấy chứ chả. Trông mặt này. Mẹ em đi bộ tiếng đồng hồ đấy, đéo ít đâu. Mấy giờ rồi? À không, bọn tôi đi bộ khoảng 35 phút. Giống Việt Nam thật. Rùi thế. Ê, có mẹ có con ruồi dã man đấy nhở? Ờ, Hải. Mẹ ở đây nó sẽ cho một bình nước. Ờ. Xong rồi anh em tự rót. Đỉnh quá lìn thế. One sip. One sip. One sip. One sip. One apple juice and one orange juice. Okay. Okay. Thank you. Đây là hai cốc nước đầu tiên bọn tôi gọi, một cốc là cốc táo, một cốc là cốc cam, thì chắc là kia là cốc táo. Đây là cốc cam. Thử uống thử. Chua 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 chua. Uầy, có mẹ ảm à. Ngon. Ngon á? Mày uống thử cốc nước cam của tao xem. Chắc chua lét. Tao thấy ngon mà. Tao thấy nó đéo giống cam tí nào. Đúng không? Hơi ủng à. Đây là cam nhưng mà không có đường. Cam kiểu quắt ra ấy luôn. Cam ép. Ờ, táo dễ uống này. Rồi cho anh ấy. Rồi uống đi, uống đi. Nhưng mà anh bảo này. À đâu đúng rồi, đây có trứng. Ở đây, thế là đúng rồi đây. Trông ngon vãi chết rồi. Nó là kiểu, đây là thịt lợn này. Xong dưới có trứng này, nhưng mà đéo có rau. Còn đây là burger mà nó nướng lên rồi. Còn đây của thằng Hải này, nó lại để tứ tung ra. À ngon nhỉ, ngon đấy chứ. Đừng học theo anh rồi chứ. Nào học cái gì hả chú? Học chứ. Có nhiều cái tốt là mình phải học chứ. Ngon hả? Đồ ăn cứ như bị đau răng đấy nhỉ? À dít mày thế này đi. Tao mày đừng. Thế bây giờ gọi đồ thì chả. À dít ăn phải ăn dít à? À. Bổ ích này, cái này bổ ích này. Thế là bây giờ là đồ ăn là mình sẽ gọi là Z1 chứ không phải là 1Z à? À, bổ ích nhá. Ok ok nhá, được đấy chứ. Chú ơi, chắc là đi nước ngoài nhiều đâu mà chú cũng biết. Ừ, lưu tiêu siêu ấy chứ. Đều ngu tiếng Anh. Bây giờ vào trong kia và thanh toán đấy, là anh em phải nói tiếng Anh đấy. Tao mày sẽ quay ngẫu nhiên, thằng nào sẽ phải vào lấy giả. Thôi sao? Mà à, cuộc đời quay cho anh cả. Anh ở Việt Nam ấy, ăn không mất tiền nhiều lần rồi, bây giờ phải mất chứ. Trời ơi, mày người Việt luôn. Mẹ mày vừa cứu bọn anh đấy. À, bọn anh đã rốt tiếng Anh rồi. Bạn bạn đằng sau của bạn hay cô chú kia. Trời ơi. Làm ở bên Đức à? Lâu chưa? Em qua đây được 4 năm rồi. Wow. Định cư đây luôn à? Dạ. Yeah. Ui, được gặp anh ngoài này. Đã quá ra. Cho anh gửi với. Anh có 10 xe không? Anh không. Cái này nhiều người Việt Nam nhờ. Trời ơi, gặp người Việt đã quá. À, anh với thằng Hải đang bảo. Ok. Bước ra. Nghịch thật sự, tôi thề các bạn chứ. Anh này, cái anh tính tiền thì anh là người Việt thôi.
Chứ nhưng mà người nước ngoài không bao giờ Ấn Độ dám bấm ấy. Có đang đứng cái tính tiền để dám tinh tinh kiểu treo gươi. Tính tiền kiểu gì? Anh qua đây lâu không? Anh khoảng 2 vẻ tinh tinh kiểu này xuất hiện ngay mặt lườm ngay, hiểu không? Đấy, đúng kiểu ông nào vừa ấm cơ, ông nào vừa ấm chuông ấy nhở, ông nào vừa tinh tinh ấy nhở. Đấy, em nữa về. Mặt khó chịu ngay. Ừ, thế biết mày là người Việt mà. Nãy anh đã hỏi rồi. Bọn anh nhìn menu, bọn anh không hiểu một cái gì cả. Nhưng mà sao không biết đâu. Em đập luôn đấy. Nãy vào anh nhìn mày anh đã nghi rồi. Ủa? Anh có cần mấy ngày tới rảnh, anh có cần em... À thôi, không cần đâu. Rồi, anh ok. Ơ, cái này là tip box à? Dạ. Ok. Anh cảm ơn nha. Bye bye. Về nha. Ôi, tip hết luôn bà. À, chỗ đấy tiền tip là phải lên 1 triệu rồi nhỉ, không ít đâu. Thật sự luôn đấy. Riêng cái chỗ giả lại đây kia là cũng tôi thấy là tiền cũng to ấy chứ. Nhiều thế các bạn, tầm cả một đám luôn. Lẻ là đấy tiền lẻ thôi á. Thế là bao tiền nhỉ? Để chia ra là bao tiền nhỉ? Lẻ thôi á, anh em giàu thế nhở, tầm 1 đô thôi. Ơ, thế đấy tính ra được có 20.000 thôi á, 15.000 thôi á. Khác thì được anh đi Hàn, liêu tiêu díu ấy mà. 10.000 à, 90 sen à, ờ thế thì. Ê, thì tôi cũng được. Gặp ông người Việt. Ê, thôi, ê, đi được. Rồi ăn sáng với cả em Hải xong rồi bây giờ tôi vòng về khách sạn tôi ngủ. Tại vì bây giờ khoảng 9 giờ thì theo giờ Việt Nam là nó tầm 5-6 giờ sáng là đúng giờ bọn tôi đi ngủ. Anh Khôi thấy gãi mới bõ là sao hả chú Chip? À anh Khôi thấy gãi mới bò ạ. À? Chú làm sao? Chú nhầm thế nào? Ủa? 5 giờ sáng hợp lý. Lưu tiêu diêu. Ngủ phát đến tầm chiều. Anh em ra xem giải, xem nốt trận chung kết. Ngày mai anh em tôi bắt đầu tính bài đi chơi. Đi chơi vui này. Ừ, đi chơi vui này. Nhưng mà tính ra bây giờ đi bộ về xa phết đấy. Mẹ, mình trông thế xa vậy đấy. Đâu khách sạn mày đâu? Rồi về nhá. Ok. Anh Hải quàng được cái khăn vào trông fashion Nita thật sự. Ok, chiều gặp. Anh Hải trông rất tây. Ừ, anh Hải hợp sống bên này đấy. Đây là cái cầu mà buổi sáng lúc tôi với cả thằng Bom đi. Sông đây sạch vãi. À, có cái nhà hát Sydney ở đầu nó ở tít đầu bên kia cơ. Mà chắc là ngày mai tôi mới qua. Hôm qua là bắn pháo hoa ở dưới này. Ơi. Cái này cái hồ này chú biết tên là hồ nó là gọi là đầm à chú? Nó là đầm Vĩnh Hải à? Chú tìm hiểu bên Úc phết chứ chả? Tưởng là cái này nó phải là một cái đoạn sông nó cắt từ biển vào. Đấy, hóa ra trong này nó gọi là cái đầm à? Dã man thật đấy chứ. Nhưng mà tại sao mà đầm, con tưởng là đầm là phải ở dưới này có bèo biết các thứ chứ nhở. À, chú Chip nói anh Bom á. Đàm Vĩnh. Người ta đang hỏi thể cái đoạn nước phía sông này là cái gì. Thì tự dưng người nói thằng Bom. Tự dưng người Đàm Vĩnh Hải làm cái gì. Ê. Chú. Tập chú. Đàm Vĩnh Hải bắn nó huỳnh. Ui. Rồi lại đi bộ đến cái chỗ mà hôm nay tôi với cả thằng Hải hai thằng lại cùng đi bộ với nhau. Lại đến Novotel. Ôi bây giờ tôi sẽ về khách sạn để ngủ một tí các bạn nhé. Ngủ một tí xong rồi chiều tôi sẽ đi sang nốt trận chung kết của set 2 giải IEM Sydney 2023. Sau khi mà kết thúc giải rồi ngày mai tối nay đi ăn xong ngày mai bọn tôi sẽ đi chơi. Ngày xưa Úc có phải là thuộc địa của anh không? Hay là Úc là có thuộc ở trong Liên Hiệp Vương quốc Anh không? Mà tại sao bên này ô tô cũng lái bên phải nhỉ? Tôi chỉ nhớ nhá, một thứ nhất là thuộc Liên Hiệp Vương quốc Anh. Cái thứ hai là thuộc địa của Anh thì thường ô tô sẽ lái bên tay phải. Có à? À đấy. Đấy chứ, người xưa học lịch sử thế giới đấy chứ. Giờ vẫn là thuộc địa à? Ồ thế à? Giờ vẫn thuộc Liên Hiệp Vương quốc Anh à? Úc là chỗ Anh đẩy tử tù sang, thấy chưa? Lúc đầu tôi nói mà. Bên này là còn ngày xưa là bên nước Anh ấy, người ta phải gọi là chuyển tử tù sang đây xong người ta còn nhá, còn cung cấp đồ ăn các thứ để nuôi người ở bên này cơ mà. Đấy.
mai với ngày kia là có 2 ngày cờ free à? Time thoải mái mà đi chơi. Ờ đúng rồi, cờ có hình. Giờ về ngủ đã. Ờ như này đúng không? Không một góc này. Ờ đúng rồi, vẫn có hình. Lâu chào các bạn, bây giờ đang khoảng 4 giờ chiều ở bên Úc. Và tôi vừa ngủ được một giấc xong. Wow. Thế bên đấy dùng tiền là tiền bảng Úc à? Hay là tiền đô Úc? Đô Úc à? Ừ, sao nó không dùng tiền bảng Úc nhỉ? Lại dùng tiền đô Úc nhỉ? Lạ nhỉ? Ở bên này là cứ sáng dậy đi ăn sáng theo giờ ở bên này. Xong rồi tầm 9 giờ về ngủ là vừa. Là lúc ấy vào 5 giờ sáng ở Việt Nam. Ngủ phê vậy đấy. Mấy hôm rồi mới được một cái giấc ngủ ngon như thế. À, dậy cái là bọn tôi phải ra bên chỗ thi đấu luôn. Nhưng mà trước khi mà vào xem thi đấu trận chung kết với cả là trận sâu mát thì bọn tôi phải đi ăn kìa đấy. Thằng Bom nó bảo với tôi là ở bên này có cái Malatang ăn hay lắm. Malatang à, các bạn sẽ qua đấy xong rồi có cái đồ thì hay hay là mình, hay sẽ thích, mình sẽ chọn. Giống kiểu là lẩu ấy. Xong nó sẽ có mì. Thế là tôi sẽ qua ăn thử trước khi mà đi xem giải đấu các bạn nhé. Yes sir. Ô là ăn tiếp à? Ô được này. Tôi thấy vlog mà có nhiều ăn uống rồi, tôi thấy đây là vlog đa dạng này, hợp lý này. Ôi đẹp thế nhỉ? Nhiều ruồi thế nhỉ? Ừ, nhiều ruồi vãi đái. Sáng nay tôi với cả thằng Bom đi ăn sáng thế, ở một chỗ trông kiểu ngay gần bờ sông trông sang trọng đẹp vãi đái, nhưng mà toàn ruồi là ruồi. Bây giờ đi ngoài đường kiểu mà em ruồi cũng bâu vậy, cứ nãy đứng ở sảnh khách sạn để đợi anh em xuống cũng ruồi bâu. Em đẹp mặc cái áo này tí trưa chắc nắng chết mẹ rồi, à nóng chết mẹ rồi. Ê mặc cái áo trông có thấy nóng rồi. Nó lắm ruồi thực sự. Phải chắc do mình thơm tho thịt thơm các kiểu. Có mẹ sao con ruồi cứ bay theo tao từ khách sạn đến tận đây nhở? Tại anh vừa tóc á, vừa tóc được cái mùi thơm. Hai chào các bạn, vừa đến Malatang xong. Nghe đồn mà trong đây bán lẩu như Hadi Lao. Đây 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 cách ăn đây, ôi trời. Sau đây, tôi Lê Khôi ở Hồng Hà, Việt Nam xin phép giới thiệu anh em cách ăn Malatang. Đầu tiên là chúng ta lấy một cái tô grab a bowl, bowl là tô. Sau đó thì pick your food là lựa chọn những món đồ ăn chúng ta ăn. Wait it up. Wait đây là chờ đợi à? Không phải, chờ đợi là WAIT cơ. Đấy, nói chung là eat up. Sau đó chúng ta sẽ chọn soup. À, cân à? À wait là cân đó. À, cân nặng. Cân nặng, cân nặng, đúng rồi. Chữ W mà đổi thành chữ H là chiều cao. Đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Đúng 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 đúng. Hay, hay với cả web. Đúng rồi. Thì chữ W đổi chữ H. Hay, hay đáp là cao. Đúng 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 rồi. Rồi rồi rồi. Năm ba với cái tiếng Anh này dễ dễ. Như vậy là chúng ta sẽ mang đi cân, cân xem nó nặng bao nhiêu cân. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái gọi là nước sốt. Súp 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 súp. Ok ok. Đơn giản, đơn giản, đơn giản. Không khóa, không khóa. Đây chọn tô uầy. Như vậy là có hai loại tô. Cái loại này là gọi là tô tô kiểu nhỡ, còn loại này là loại tô bự. À. Tức là ở đây nó sẽ có rất là nhiều đồ. Xong rồi mình sẽ chọn. Đó. Xong tí người ta sẽ cân lên xem bát của mình bao nhiêu tiền, nó giống như kiểu là lẩu ấy. Nó có cái này ăn thay đau bụng lắm. Tại lúc nó làm chín đồ từ là miến này. Ủa thế à? Mì tôm này. Bên dưới là hai không phải đậu phụ à? Này, đậu phụ này, nấm các loại này. Xong rồi này, xin phép là tôi hỏi ngu một cái. Không, cái này ngu thật. Là nếu như mà nó mà trụng chung như thế thì nếu chúng ta mà lấy cái thịt sống ấy, chúng ta chan nước vào thì nó có đủ sôi để chín cái thịt sống không? Đây, ví dụ mấy miếng thịt này là mấy miếng thịt gọi là sống đi. Còn đây gọi là mấy miếng thịt chín đi. Ừ thì nó có chín được không? Hay là nó sẽ kiểu nó có đủ chín không? Trong người thì bảo có, người bảo không vậy. Nó nấu lên luôn à? Nó như phở tái á. Người ta vô nấu lại à? À, ô. À, ừ, thế thì ok, ok, ok. Tôi hỏi để biết, để về sau. Chẳng may tôi có dịp mà sang Úc tôi ăn đỡ bị lạc quẻ, đỡ đau bụng. Đấy. Vừa sinh để đây là nội tạng, lợn, đấy, này, ví dụ đây, thịt bò thịt này. Sống này. Động dùng các loại topping linh ta linh tinh này. Xích này. Mực này. Trứng cút. Ngao luôn, có cả ngao luôn. Rau củ quả các kiểu. Uầy, hợp lý vậy đấy. Hợp lý nhỉ. Mì này là mì tôm à? Yeah, sure. Ê, hay à. Mì này ở trong Sài Gòn nó gọi là mì trứng. Đúng không? Bạn nào trong Sài Gòn xác định của tôi cái, xác định của tôi cái đây nó đúng là gọi là mì trứng không? Nó giống kiểu mì tôm đúng không? Vâng. Giống như cao su. Mì trứng. Mì trứng. Đúng luôn em đẹp, đúng luôn em đẹp. Đúng luôn.
Uầy, trong đấy tôi thích ăn cái mì này. Chắc ăn bằng này được. Mì này nó dai dai. Nhưng ăn dai dai và ăn nó hơi bị sống sống. Ừ, nhưng mà ngon. Này, nó cứ vứt hết vào đây xong rồi nó tự nấu được à? Vâng. Đúng không? Thì nó anh chọn này xong rồi anh ra chọn loại nước ủa, mực. Ngao, anh ơi. Làm tí ngao. Con vẹm này à? Vẹm. Con này thả hẳn vào luôn à? Mẹ hải sản ăn với bò. Ơ, cái này là đậu phụ à? Đúng rồi. À đây đúng rồi, cái này là đậu phụ. Anh không ăn rau à? Bò. Để ăn toàn thịt thôi. Nhìn này. Đây là càng cua á. Thanh cua, nó gọi là thanh cua. Càng cua. Ủa, đây không phải càng cua thật mà đây là kiểu mẹ nó nặng thành hình càng cua thôi đúng không? Đúng rồi, vâng, toàn bột thôi. Lừa lắm. Cả bìu. Còn nó là cái bột mì đấy. Chết đấy. Thôi, tôi ăn thế này thôi. Đơn giản đó. Rau rồi. Ăn nấu với rau này có mỗi một miếng gọi là xà lách thế này thì chết đâu hẳn rồi. À không phải, nhầm cải cúc. Thế thôi. À không. Cái gì giờ? Bắp cải. À đến nay đói chết. Thôi xong rồi tí nữa nếu như anh mà đói nhiều rau thì chứ. Mình lại làm cái bát nữa. Cải thảo. Hợp lý. Ừ, cải thảo. Ờ, có súp cà chua này. Ô, các loại súp này. 17,5 xu cho 500 gram à? À nó tính cân à? À thế thôi, thế bỏ qua. Nước gà này. Cái gì đấy, medium. Cà chua này. Nước gà nhất trả 14 đô. Cho hơn 400 gram đồ ăn thừa. Tao nước cà chua. À, nếu như ăn uống thừa. Uống bia. Ôi. Thử không anh? Không phải gì nhưng mà ý ghen Dr. Thanh đấy. Ngon mà. Hôm qua em hỏi đấy. Không, như Dr. Thanh luôn. Em như Dr. Thanh luôn. Cái này em quên mất tên. Thử lần. Đấy, kiểu trà thảo mộc á. Với đường. Một đéo này nó kiểu nó cứ lợ. Chắc ngon. Giới thiệu các bạn, đây là cái bát mì hổ lốn của tôi sau khi mà chọn một đống đồ. Đây là nước sốt cà chua. Ui, nước. Ê, hành tiếng Anh là gì nhỉ? Hành tiếng Anh là gì nhỉ? Để nếu mà tôi đi ăn cùng vợ tôi chẳng hạn, đấy thì vợ tôi sẽ không ăn hành. Thì tôi sẽ bảo nâu hành thì là nâu gì? Onion, no onion. Onion, no onion. Yeah. Green onion. Yeah. Sốt cà chua này thơm. Thế là hành tây thì là gì? Hành tây là western onion à? Đúng không? Hành tây là western còn gì? Western onion. Hành tây là onion à? Thế hành lá xanh xanh này thì gọi là gì? Spring à? À, spring. Scallion á? Scallion nhỉ? Spring onion. No spring onion. Nhưng mà quả mì này thì trông có vẻ dai vậy, cứ ra lấy cái đũa về ăn chung rồi. Anh đang chết đi. Mực kiểu sáng sáng trong ok nhỉ. Mà anh ăn cay cũng ngon cơ. Bùa không ăn à? Ăn giống Hadi Lao vậy. Giảm cân nên sao nhịn đói sao nhỉ? Em bảo rồi. Nhưng mà nó kiểu mini ấy. Cứ ăn mì, ăn mỗi thịt rồi. Thịt. Bán có lãi nữa bán. Ngon phết đấy chứ nhỉ. Không ăn được cũng thèm đấy. Mì à? Dài. Dài. Ừ. Nhưng mà ngon. Lần đầu mì ăn rất là táo dai hiểu không? Mì trông rất là táo dai luôn. Cảm giác ăn nó cứ sượng sượng mồm ấy. Hay là nó chưa chín nhỉ? Cái nước cà chua này thì ngon nhưng mà cái mì này tôi chọn thì hơi sai lầm. Mì này ăn kiểu hơi khô. Nay mà có tí hảo hảo vào thì nhất người. Béo ngon lắm. Tí hảo vào nhất thế người đấy. Mì tôm hảo hảo này. Cô thằng đẹp thì thôi, đồ ăn thì thôi. Về thích mở một quán nhà vậy. Các bạn, sau khi mà nước xong rồi thì bây giờ bọn tôi sẽ đi qua xem giải đấu. Hôm nay thì có một trận sâu mát với cả một trận chung kết tổng. Sau khi mà xem xong thì bọn tôi đi chơi tiếp sau. Tại vì không khí ở bên trong đấy với cả ngày hôm qua thì nó đéo khác với nhau cả. Bạn nào mà quan tâm đến CS2 thì chắc là các bạn cũng đã xem giải đấu trực tiếp rồi. Hôm nay chung kết sẽ là Fake Clan với cả Complex City. Bắn bù 3. Rồi bọn tôi đi xem giải đã nhá. Các bạn nhìn nhá, quả nhà thi đấu này của nó 7.000 người thôi. Nhưng mà nó chia làm 6 tầng. Hợp lý vãi đái tề. Nếu như ở Việt Nam mà có một cái nhà thi đấu kiểu như này thì hứa là sẽ chăm làm sự kiện hơn. Này mà làm quả Molik thì mẹ nó bùng nổ vãi cứt. Wow. Uầy. Anh Độ bảo làm Molik ở đây tức là sao?
anh em bọn tôi sắp sửa được sang Úc. Oh my god, man. Oh my god. Yes. Yes. Kiểm tra ngay. Kiểm tra ngay xem còn visa không. Holy fucking shit, man. Yeah. Hello, Sandy. Hello, Australia, man. Yeah. Chào các bạn. Bọn tôi đến đây. Phê và Aileen. Oh, ai đây? Chuẩn bị thi đấu bên con Blade. Ôi! Ê, đi kè, vừa đi qua kìa. Uầy, có đây là bên Faker Land. Đây, xuất hiện bên đầu bên kia. Hay Faker Land này có thằng Tuyết ZZ này đúng không? Hey, thằng Tuyết ZZ này, thằng này là thằng trông giống thằng Rope à? À Rope này, Rope này, Rocky à? Đây là ai nhỉ? Đây là Carrigan à? Trông như thầy Onip ấy, thầy Onip. Wow, thích nhờ. Cảm giác cái không khí đấy thích thật. Ờ, trông mặt giống thầy Olip vãi trưởng. Ơ. Ô, mở hòm luôn. Bắn toàn mồm nhờ. Xem cái cảnh chiến đấu như nào, như nào nhỉ? Thấy mọi người ồ thì tôi ồ theo thôi. Có màn hình để xem trận đấu mà. Đây là thắng ván 1, đây chắc chắn là win ván 1 rồi. Chắc chắn là win ván 1 rồi. Mở ra. Nè, thế thôi. Ở đây có này. Champion
tập Intel HM Master ESL. Good game. Bọn đấy chắc vô địch nhiều hay sao nhỉ? Trong cảm giác vô địch chắc vui lắm nhỉ? Nhà bọn này đa quốc tịch phết nhỉ? Đan Mạch này, Ba Lan này. Rồi thì không nhìn rõ này. Áo này. Đa quốc tịch phết. Thua thì buồn. Cô đi không giải tán hết á? One more time for the last thing. Intel Extreme Masters Sydney 2023. Your champions, it's Faith Glenn. Được rồi đấy. Như vậy là giải IEM Sydney 2023 kết thúc rồi các bạn ạ. Bây giờ bọn tôi sẽ đi ăn các bạn nhá. 10 giờ tối mẹ rồi. Sợ đéo có gì mà ăn đi. Chúc mừng Faith Glenn. No Faith Glenn. Rồi vô địch thì được bao tiền nhỉ? Đừng cả này được bao tiền ta? Không có vẻ là cũng ấm đến đấy nhờ. Về thôi. Sau khi mà xem xong quả giải thì cũng khoảng 10 giờ tối rồi các bạn ạ. Ở bên Úc này thì hàng quán đóng cửa rất là sớm, cứ 10 giờ, 11 giờ là đóng cửa mẹ hết rồi. Nên là giờ tôi phải đi tìm chỗ ăn đã. Ăn ở đâu? Đấy là về chút tỏi à? Bác nhỉ? Mấy ông giật hết tâm mình đi. Ôi bố phết cái lên này. Wow. Uầy. Holy fuck, lần đầu tiên nhìn thấy siêu xe Aventador à? Là nhà quê. Wow. Cũng bạn đéo thấy vui cả. À. Ừ, thì đúng đấy chứ. Lambo à? Lambo Zili à? Nice cả, man. Ui, sao đi ăn đồ Hàn à? Wow. Được đấy chứ nhờ, ừ, lên từ Ziu ấy chứ. Ui, vô đi. Cười. Mùi ông này có uống được đâu. Đây là một cái nắp. Tao búng phát. Đến mày búng phát. Búng là phải búng. Búng là phải kêu tách phát. Đúng rồi. Đức là thằng này thua. À. Thua là phải uống. Thua là uống. Trong cái động tác là biết cút rồi. Biết cay. Người ta búng nhẹ nhẹ thôi. Mẹ ông uống, ông búng mạnh thế. Không cầu uống bơm mày. Đây. Bộ cầu dữ. Đấy là một đó, chơi là phải chơi 3. Bê bê ba. Phải dân chết cô phải chơi bộ ba đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thua 2-0 rồi thôi đúng không? Búng nhẹ thôi, búng mạnh thế. Nhẹ đi hả? Búng bay vãi nè. Đúng rồi, đúng rồi, mày bắt đầu biết chơi đấy. Ê! Chung kết nè anh ơi. Chung kết này. Bồ đèo. Là ăn gian nhá. Cái này dễ bung lắm này. Bung này. Ờ gà, đổ bung này.
cái này là phải có chiến thuật đấy, Búng phải có chiến thuật đấy. Có cái trò xí ngầu vui lắm anh được, trên app ấy. Lúc đầu thì Búng kiểu mạnh, về sau là phải giảm lực ngay. Không, trên app có trò vui lắm. Đó là, bây giờ xong cái môn của Ấn Độ rồi, về đến môn em Trung Lục Su. Em đây là đồ $1 Úc. Em được trả lại khi mà mua hàng, nhớ. Anh hãy chọn cho mình một mặt đi. Bây giờ nếu mà xem có hai mặt thì đã có hai mặt nha. Rồi Đúng, nếu mà trúng của anh uống. Còn nếu mà không trúng thì em uống. Bây giờ mặt là mặt đéo gì? Anh chọn mà. À, mặt này có một con kangaroo. Mặt này là một con mặt người. Mặt người và mặt kangaroo. Ok. Chọn bạn nào? Thế là Búng là uống luôn à? Chúng, anh chọn mà chúng của anh uống. Mày trông giống con kangaroo ấy. Thế mày là mặt kangaroo, tao là mặt người. À ok. Chơi gì đấy nhá. Ok à. Anh quyết định chưa? Rồi mày là kangaroo. Được rồi. Tao là người. Đây, mày là kangaroo đấy. Các bạn, đây là con kangaroo này. Đây đấy, đây đấy, đúng không? Ơ kangaroo. Thế xong. Uống luôn. Nhưng mà mình là dân xét gô, mình vẫn phải chơi boba chứ, đúng không? Chơi boba 1 rồi. Chơi đi. Sao mình chát gạt thế? Đấy là tao tung. Rồi, tao biết rồi, trời, tao chuyên nghiệp lắm. Ơi kìa. Chưa chơi đúng không? Chưa chơi đúng không? Mày vẫn là con kangaroo đúng không? Anh chọn con gì? Anh chọn được. Được mặt chó, được quyền chọn. Không phải chọn con người, chẳng phải là con người. Tay vẽ rồi hay sao ấy? Mình phải là con người. Đúng, em chọn con người. Con người là con người. Đúng. Tao là con kangaroo. Ok. Ok nhá. Ê, chưa lấy. Vẫn chưa lấy đúng không? Không. Bây giờ mày muốn Búng lại không? Không, không. Mày vẫn là con người, tao là con kangaroo đúng không? Nhẹ nhàng thôi. Ê, mặt người này. Em là con người làm gì đó? Em chọn em là con người mà. Con người là thua đây. Chọn mặt người đây, mặt người này. Mặt người phải uống đây. Con người là phải uống đây. À, say mẹ rồi tao, cứ con người với con kangaroo thôi. Chết toàn luôn. Ok nhá, thế là mày lại thua hay không nhá? Về bộ môn cũ. Kiểu chơi gì nữa. Ông ấy trêu, ông ấy trêu mình hay sao? Ông ấy kiểu là cái tiếng hát xì từ cái tiếng oi xể đúng không? Ông trêu mình đúng không? Bên này. Good lai lai. Ê, wê. Bít. Ben. Có Ben. Dám good lai lai bao giờ không? Ê. Mày dám trêu anh Bồ à? Đây kiểu vắng quá nên hắn mình hát xì lắm, bị vang. À ông bảo mình hát mình sai cách cái này. Tiếng gì ông kêu ấy. Đây là xì lại còn sai cách đúng cách. À đi nhờ. Đâu có sao mày đâu. Đi thẳng. À đây luôn á. Ô vãi linh xịn đấy. Ô vãi nhờ gần vãi. À đi nào. Đây là trung tâm đây. Ờ bây giờ anh vừa cái. Nhưng mà mày nhớ lịch chưa? Đèn giao thông. Nói lại mà. Bên đây tiếng đèn giao thông nên căng đấy. Ờ ok nhá. Đúng nhá, 9 giờ ngày mai nhá. 9 giờ ngày mai nhá. Ok nhá. Được nhá. Chào mai anh em gặp nhau. Ngủ ngon nhá. Cùng với anh một đoạn nữa. À thế à. Ừ. Ok. Good night. Anh đi cùng với mọi người. Thế anh Đức anh đã vừa nói xong. Em đi với mọi người thêm một đoạn nữa. Ông Đẹp cũng ra bắt tay. Kiểu như là thôi về đi ngủ vẽ đi. Uầy, ngày 3 này. Nhát con sò. Hôm nay là ngày thứ 3 ở Úc. Và việc đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay là mình sẽ phải dọn đồ để mình chuyển khách sạn. À, khách sạn này thì bên Intel họ sẽ trả cho mình ngày 21 và 22. Và hôm nay ngày 23 rồi mình sẽ phải check out và chuyển sang một khách sạn mới. Một khách sạn khác mà bọn mình đặt giá nó cao hơn một chút và đẹp hơn một chút. Sau đấy là mình với cả mấy anh em sẽ đi ăn sáng nhá. Trước khi mà check out khách sạn thì tôi xin giới thiệu các bạn đặc sản của cái khách sạn này.
đấy là khi các bạn đi ỉa thì các bạn nhìn thấy các bạn đi ỉa. Các bạn đã bao giờ trải nghiệm đi ỉa nhưng mà được nhìn thấy mình ỉa chưa? Chắc là chưa đúng không? Nhưng mà đây, đây là cái bồn cầu đúng không? Bình thường tôi sẽ ngồi ỉa như thế này. Và trước mặt tôi là một cái gương. Ờ, đỉnh vãi đái á. À, đây là 2 ngày tôi được trải nghiệm ỉa ở đây và lần đầu tiên tôi được nhìn thấy mình ỉa một cách rõ ràng và sắc nét nhất. Khách sạn đỉnh. Nhìn thấy cả cục nó rơi xuống. Hello em. Hello em. Ui, hai thằng kia xuống chưa? Chưa. Chưa xuống à? À đây mấy bạn này là mấy bạn bên Úc này. À nó qua bên khách sạn kia rồi gì? À, ok. Hôm nay đồng hành với tôi sẽ là mấy bạn Việt Nam, các em đi xe từ Melbourne sang đúng không? Là cách đây bao xa? Ở đâu cơ? Đi xe từ Melbourne sang đúng không? À, Brisbane à, Brisbane à. Rồi rồi, Brisbane. Yeah. Là cách đây bao xa? 80 cây. 80-900 cây. What the fuck? Thế là phóng xe ô tô qua đây thì đi cả đêm mới sang à? À, đi gần 1000 km xa để gặp nhau ạ. Wow. Vãi cả bều. À, bây giờ thế nào nhỉ? Mình có nên qua khách sạn thì mình gửi trước hay là mình cứ vứt vẹ đồ ở trên xe nhỉ? Mình cứ để ở trên xe, mình dọc. Ờ, xong rồi đến chiều mình về thì mình ấy xong nhỉ? Đâu để anh ấy cho. Mẹ. Ừ, anh không đéo hiểu tại sao anh có thể nhét được cái dây này vào thì làm sao mình có thể gỡ ra được? Anh chuẩn bị sấy. Em là Khoa. Em là Khoa. Thế còn bạn này? Bảo Anh ạ. Bảo Anh á? Mẹ, mày có cái tên gì ngắn hơn không? Chẳng lẽ cứ gọi Bảo Anh ơi à? Uầy, trông hai bạn này trông dân chơi thế nhở? Okay. Thế xe này là xe của Bảo Anh hay là xe của Khoa đấy? Hai bạn ở bên Úc, hôm nay các bạn sẽ đồng hành cùng mình đi lòng vòng ở quanh đây. Còn có một bạn nữa, bạn ấy tên là Tùng thì phải. Này, dân ở bên này hay độ xe lắm đúng không? Vì đã hay thì... Thế à, đi ngoài đường thấy nó rú kinh khủng vậy đấy. Đỉnh nhờ. Ôi ạ, trên này còn gắn cả... Missy Gaming logo bị méo nữa. Banner này. Đáng yêu, đáng yêu. Để... giao lưu fan hâm mộ Úc. Hot. Trông cay vậy đấy. Hello em. Em là Tùng à? Em là Tùng Anh Giang. Ờ. Mẹ mày đợi nửa tiếng rồi thằng đép nó vẫn chưa xuống. Ê, thằng này dạo này không biết là yêu đương hay là kiểu có bạn nữ nào ở bên đấy hay không. Mà thằng này nó mất thời gian lắm. Đi đâu cũng phải đợi nó lừa tiếng. Lâu thật sự luôn, không hiểu làm cái gì hay làm cái quả lọ hay sao. Con mẹ mày lại có con ruồi bay ở đây rồi. Mày lắm ruồi thế nhở? Đùa rồi. Vừa khít lô đít. Đó đùa đùa. Đi 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 ăn đi, đi ăn đi. Thôi đúng em gầy. Pick up à? Ui giời. Nay buổi sáng chắc là anh em tôi đã đi ăn một món ăn đặc sản. Sang đấy có bạn thì tơ luôn đó. Ô. Jelly. Jelly đâu nào? Bạn nào có nhiều thông tin thì cho tôi xin một chút hay thông tin xem nào. Tôi không biết, thật tôi không biết luôn. Mấy cái vấn đề rồi mình chẳng lẽ mình hỏi đúng không? Ngại hỏi thế, ngại thế nên là anh em nào có thông tin anh em lưu tin xíu kể đi, kể đi. Anh em kể xem bên đấy như nào ấy đấy. Tin chuẩn nhé, em đang up vlog có luôn à. Uầy. Thế là mày up vlog là ngày mai tao có cái để xem luôn NTD ạ. Ừ. Bây giờ mày up là mai tao có cái để xem luôn đấy, hợp lý đấy chứ. Đâu có đâu mấy ông vẽ đấy à. Ê, thật không đấy, thật không đấy. Chắc là có đúng không? Thằng NTD nó làm vlog cho thằng Dep mà nó bảo có. Thì khả năng cao là có. Đấy, nhưng mà có cái vấn đề gì phát sinh không thì không biết. Em sửa chim Dep là có ảnh à? Ai à, được quá nhở. Anh bô sâu cả ảnh luôn á. Ấy nhá. Có ảnh luôn à? Được đấy chứ, được đấy chứ. Liêu tiêu diêu đấy chứ nhở. À, phở Việt Nam. Nhưng mà có biết tên là gì không? Có biết tên là gì không? Để tôi hỏi. Để tôi hỏi vì tôi bên đấy tôi quen thằng Hiếu. Tôi hỏi thằng Hiếu cái là ra ngay. Ừ. Em gái á? À? Em gái. Ừ. Oh yeah. Jelly à, tôi muốn thử xem Linh. Một bát phở Việt Nam ở Úc ăn nó sẽ như thế nào. Nhiều tên thế, có một cái tên nữa mà. Tên là Pi, tên là Trang. Tên là Thanh, tên là Linh, có nhiều tên thế. Sao đây ở 5 ngày mỗi ngày một em à? Huyền, Maria,
Thảo Trang là ẩu nhá. Thảo Trang là ẩu nhá. Ẩu á mày, ẩu á mày. Ngọc Anh á. Uầy, sau khoảng tao ban mày nhá, Vũ Hoàng nhá, tên Khôi Lê, tao ban mày đấy nhá. Khôi tên tao mày. 30 phút, mẹ đi xe, đúng là trải nghiệm đường phố Úc luôn. Đi mỏi hết cả lưng. Đau hết cả lưng. Bây giờ bọn tôi sẽ trải nghiệm một bát phở ở Úc xem là nó như thế nào các bạn nhá. Tôi biết tiếng Anh này. Đây là quán phở An. Chữ for lease này tức là cho thuê này. Đúng không? Ôi Mark Huỳnh luôn. Anh này chắc người Việt Nam hay không, chữ Huỳnh này. An Red Thousand. Sâu phở sâu hút. An Red Thousand. Sâu phở sâu hút. Ui, trông có vẻ là đông người Việt Nam đấy. 8 người ạ. Ủa, sang đây đúng nói tiếng Việt thoải mái nhờ. Ủa, không biết có ai nhận ra anh Độ không nhờ. Ủa, quán này to, quán này to. Anh còn đấy thuê tiền đâu ra? Mày đầu tư đi ra. Hình như là toàn người Việt Nam thì phải. Mày đầu tư tiền đấy, tao thuê luôn. Làm cái biển quảng cáo ở đấy. Thường thường một quán phở mà có giá với cả có rau để bên ngoài như này ấy thì nó là kiểu phở của Sài Gòn chắc chắn luôn. Đâu cả trà này có 10 cây à, 10 cây mà đi lâu vậy á. Nó nói là đường này nó lâu. Bộ mây đâu chi chi đưa ra cũng được, đã phải nước vối trà đi xô đi xô trà. Đây là khu kiểu khu người Việt nhưng mà thấy các bạn bảo là đây chưa phải là khu người Việt to nhất. Đây khu người Việt bé bé và khoảng 20% là người Việt thôi. Nhưng mà tôi đã thấy kiểu cảm giác như kiểu tôi đang ngồi ở Việt Nam mẹ rồi. Và tiếng Việt. Ui. Mẹ bắt phở bên nó to như. Wow. Mẹ em nhìn miếng thịt trông cũng ra gì được chứ nhở. Ừ. Mà nói đùa đâu chứ mà ngon đấy chứ. Như này á? Đúng rồi anh. Ăn nhớ luôn á. Ăn nhớ luôn hả chị? Nhớ luôn hả chị? Nó to hơn những gì tôi với thằng Hải nghĩ. Chắc gọi tôi đặc biệt. Ui. Ui ông này, mẹ ông này ăn lại còn ăn cả trứng chấn, có cả thêm thịt bò ngoài nữa, ông này ăn sang mồm. Thằng Lồ này ăn rất sang mồm. À chết quên, nói hơi bậy tí chứ mà. Ăn rất sang mồm, thề luôn, ăn uống rất khỏe. Ơi, sao tao cảm giác thịt bò nó sống nguyên đấy nhở? Phải mà anh phải cho nước lên cho nó chín. Sao? Tôi mới nói là thân nhau mà. Nó gọi tôi suốt như thế, tôi gọi suốt thì sao đâu mà bình thường. Chính ra gọi thế mới là thân nhau, thân nhau tao mới gọi thế đấy. Ủa kiểu đến lúc tôi lật miếng thịt bò lên tôi hơi bị sốc một tí tại vì tôi thấy nó sống nguyên mẹ luôn ấy. Tài quá. Kiểu tài nó thế à? Ở bên này ăn tái là tái thế luôn á. Ở bên này trông bánh phở trông to thế. Cái nước phở đây nó ngon thật. Nước phở đây kiểu nó đậm đấy. Sai lầm vài đái đúng không? Bọn tôi nên gọi bát bình thường thôi chứ đừng gọi bát đặc biệt. Bát đặc biệt này nó to vạn cứt, xong nó lại còn sai lớn. Không, nó quá nhiều thứ. Trong có cả quả gân bò với cả quả sụn bò. Trông đéo thể ăn được luôn đấy. Phách bò nữa. À. Bây giờ đây là một miếng gân bò này. Còn đây là một miếng hình như là sụn hay là vó hay là cái đéo gì đấy. Ừ, tôi ăn phở, kinh nghiệm ăn phở mấy chục năm tôi cũng chưa thấy miếng này bao giờ. Một bát bé có giá 10. Tái chín đạm cầu gân giò sụn sách đặc biệt. Gà, gà trứng, gà lòng, gà bò, gà đặc biệt. Thêm thịt, thêm bánh, bánh nước em bé, bò viên, nước tiết. Cà phê đen, cà phê sữa, cà phê đen đá, cà phê sữa đá. Soda chanh, sữa đậu đành, trà đá, nước rau má, nước dừa. Pepsi, Le Bon D, Zabazi, Pepsi Max, Suskiu, Oranjui, soda, sữa bột gà. Để ba bầu, sữa bổ lượng. Mua về tính thêm 1,5 đô, tính thêm 2 đô mỗi người.
Ngon nhỉ. Được chứ. 9 đô. Một bát to có giá 21 đô. Bát to này hơn có 2-3 đô thôi mà cảm giác nó to hơn hẳn mẹ luôn đấy. Toàn gấp rưỡi. Cái này nó cũng tinh làm thế mà, để người ta phải ăn bát to. Nhưng mà cũng phải đấy cũng là một phong cách để bán hàng đấy. Uầy, mẹ mẹ đớp bát phở xong no vãi trưởng ạ, bát phở to đéo chịu được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến một trong những nơi bắt buộc phải đi ở Úc. Đây là nhà hát Opera ở ngay gần chỗ khách sạn tôi. Bây giờ anh em mình lại phải lên xe và quay lại mất khoảng 30 phút nữa. Marketing đấy. Nhưng mà nếu như hôm nay đéo đi thì chắc là đéo hôm nào đi được cả. Không đón xe đâu mà bảo. Hôm qua mấy thằng em tôi vừa mới bảo là nắng ở bên Úc độc lắm. Em hôm trước tối với cả thằng Hải, mẹ hai thằng đi bộ phơi nắng á. Và nó bảo là ở Úc này tầng ozone mỏng hơn so với cả các khu vực khác. Cho nên là Phong nắng tia UV nó sẽ rất là độc. Ok. À, Phong đéo vào ăn phở với anh ngon mình quá. Mình đợi Phong trên ạ. Này không? Anh nghĩ chắc mình đợi trên này đi. Uầy, mẹ cảnh sát giao thông đi à. Ba đây rồi. Nhà hát con hàu. À nhầm, nhà hát con sò. Wow. Trông vãi cứt nhỉ. Rồi tôi vừa từ quán phở di chuyển sang khu vực ngay gần chỗ khách sạn cũ của bọn tôi. Và đây là lần đầu tiên từ mấy hôm sang Úc đến bây giờ tôi mới được nhìn thấy nhà hát Opera, một trong những biểu tượng của Sydney. Opera Sydney. Đây các bạn. Trông đỉnh dã man. Và đây còn có luôn cả cái dịch vụ đi thuyền. Đi thuyền trong vòng 15 phút đi quanh quanh cái khu vực sông này. Chắc để vừa ngắm cái nhà hát này và vừa ngắm khung cảnh ở xung quanh. À, bọn tôi sẽ cùng nhau trải nghiệm quả dịch vụ này các bạn nhé. Nhưng mà đây giới thiệu các bạn, nhà hát Opera đây. Lúc rẻ hơn đô Mỹ á, ừ rẻ hơn mà. Tôi đấy bảo những 15.000. Cuộc đời tôi, các bạn ạ. Đô Mỹ là 23. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một quả du thuyền nó to như thế này. Ui. Trời ơi. Ui tí đi thuyền này luôn á. Mẹ đi thuyền này 15 phút thì vào. Thuyền này trông to này, chính ra đi chậm. Royal Princess, Princess Cruiso. Thuyền này như là như khách sạn nhở, là có cả chỗ cho mình ở thứ ấy. À không phải đi thuyền này à. Ui. Khủng khiếp vãi đái. Bao nhiêu lần đi Hạ Long tôi cứ ngỡ là những con thuyền ở Hạ Long là những con du thuyền mà tôi đã thấy to nhất từ trên đây rồi, nhưng không. Nhìn mà xem này. Nhưng mà sao người ta vứt rác xuống đây nhiều đấy. Nhìn này, rác này. Vứt rác xuống đây nhiều bẩn thế. Má nó to khủng khiếp mẹ luôn á. Đầu bên này có cái cầu, tôi không biết là cầu gì, nhưng mà ở trên nóc cầu tôi thấy mọi người đang đứng, hình như là để nhảy dù hay là để làm cái gì đó. Đi bộ lên đấy được luôn à. Trông kiểu cũng muốn trải nghiệm dã man. Còn đầu bên này là nhà hát. Ôi, khủng khiếp. Sợ thực sự. Hải ạ. Cuộc đời tao chưa giờ nhìn thấy một con tàu to như thế. Tàu to vãi lìn anh nhỉ. Mẹ ơi, mình sợ thật. Kinh khủng vãi đái. Về tôi sẽ phải lên để tôi tìm hiểu xem là cái tàu này nó có bao nhiêu phòng, xong rồi là một lần đi của nó là bao nhiêu tiền. Nhiều ruồi vãi cứt. À? Mẹ, đây, nhìn này. Mẹ mày ruồi bâu khắp người mẹ luôn. Nhiều ruồi vãi cứt thề. Nhiều ruồi thế. Đúng rồi. Thật là cảm ơn vì đó là beautiful đấy. hầm đét. Ở giỏ mùa. Ngoài con bong biển. Mong. Bây giờ bọn tôi sẽ đi bộ vào trong cái nhà hát Opera này để xem bên trong nó có cái gì các bạn. Mẹ nhiều ruồi quá. Mẹ ruồi. Ô anh bảo này, ở trên kia nó là cái gì đấy? Mẹ có ông nằm ngoài này ngủ luôn mà ảo thật chứ. Nhiều ruồi mà nắng như thế này vẫn nằm ngủ được. Đi bộ lên trên đấy được à? Uầy. Thực ra là nếu như mà đéo nắng thì đi bộ lên đấy cũng hay đấy chứ. Nhưng mà nắng vãi cứt. Mẹ tại sao người ta phải ngồi nhậu ngoài này nhỉ? Mẹ trông nắng vãi cả cứt vẫn ngồi nhậu được nhỉ? À, như tôi là tôi sẽ di chuyển vào trong này. Đấy, nhất ngồi đây có được cái mái che mái chiếc ngồi nó còn đỡ. Ngồi ngoài này trông nắng hẹn hò đi. Hẹn hò kiểu này đúng kiểu là em ơi,
Anh nói thật với em chứ tầm này mình chuyển khai luôn đến tiết mục thứ hai đi. Chứ nắng thế này không ngồi được lâu đâu. Triển khai luôn tiết mục thứ hai luôn đi. Nhờ. Đã tây có khi người ta vào việc luôn. 4 giờ chiều á? À? Tao nghĩ là nó vẫn nắng như thế. Uầy, tại sao kiểu nắng như này mà người ta có thể ngồi mẹ ăn trưa ở đây được nhờ? Tây thích ăn, tây thích ánh nắng. Đây nhiều ruồi đến mức mà. Chị lấy đồ ăn rồi chị úp cả lồng bàn và chưa ra ban này. Chị này chắc là hẹn hò, chị đang đợi. Đến hơi sớm, đến hơi sớm. Hẹn hò đấy phải đợi. Úp con mẹ cả lồng bàn vào luôn và cẩn thận thế nhỉ? Nhà hàng tôi còn thấy người ta phải dùng mấy cái lồng bàn đậy vào. Từ bọn tôi nghĩ là với cái thời tiết này điều đáng sợ nhất là nắng nhưng đéo. Úp bị thủng tầng ozone đã. Ui, thật ra. Cả cứt thì thủng cả tầng ozone luôn á. Phải. Đáng sợ nhất vẫn là mấy con ruồi. Nhiều ruồi đéo chịu được. Thề mẹ tôi đéo hiểu sao dân Úc người ta thích phơi nắng thế. Ui, tôi tưởng cái tàu quân sự ở chỗ khách sạn mình nhìn ra đã là một trong những cái tàu to rồi. Nhưng đéo, đây tôi nhìn thấy quả tàu quân sự nó còn to hơn. Cả bìu thật. Ui, sợ thế. Thế thôi, không đi du lịch đây, uầy, sợ thế. Nó to thực sự luôn ấy. To đéo chịu được. Này, dẫn đến ung thư da, sao người ta vẫn ra ngoài, người ta ngồi phơi nắng các thứ nhở? Không sợ à? Đấy, đấy là nhà hát con sò. Còn bây giờ thì bọn tôi đang phân vân xem là mình có nên đi bộ lên trên cái đỉnh của cái thuyền kia hay không. Ui, từ từ, lên đây ngắm lại con tàu rồi các bạn. Con tàu to nhất từ ngày xưa đến giờ tôi được nhìn thấy. Ui, to thế nhở? Ồ, vãi trưởng luôn đấy. Tôi nghe chuyện đâu mà tôi cũng thấy dùng mình phết đấy chứ. Dùng mình thực kiểu đình đấy chứ. Chỉ có hai vấn đề chính thôi, một là nắng quá và hai là quá nhiều ruồi. Còn lại mọi thứ đều rất chi là ok. Giờ thích da ngăm đen này. À, da là dựa. Ơi thích phơi nắng nóng lắm á. Ờ. Ừ. Ờ nhờ. Về nhìn quả góc rộng không? Ui. Rộng vãi cứt luôn đi. Anh coi được trên đó luôn. Ừ. Rộng hết. Đánh nhờ. Rộng đéo chịu được. Mà. Rồi ngắm sò chán rồi, bây giờ bọn tôi sẽ ngắm sò chán đi rồi. Lên thuyền để ngắm sò tiếp các bạn nhé. Ừ. Ở bên Úc người ta hay trồng mấy cái cây hoa màu tím tím này mà tôi đi đường mà em thấy chỗ đéo nào cũng có. Đéo biết nó là cây gì, hoa nó như kiểu hoa giấy. Cây này là hoa màu tím, đây là hoa bằng lăng. Đúng nhở, hoa màu tím tím là hoa bằng lăng đúng không? Đúng hoa bằng lăng không nhở? Hoa màu tím mà. Nhưng mà nó đẹp. Mà trông nó hơi hợp lý. Đéo là phượng này như này. Sao lại hoa lại hoa phượng tím, hoa phượng màu đỏ chứ. Hoa sim á? Không, không phải hoa sim đâu. Úc à? Caracalada. Hoa? Cái cây này tên là cây gì? Phượng đéo màu tím. Ừ. Phượng á? Vâng, phượng Úc. Là phượng Úc á? Hoa phượng tím. Hoa phượng tím á? Ừ. 8 đô 49 đi. Tím nhỉ? 18 đô 49. 8. Bao nhiêu tiền nhỉ? 8,49 đô. 8 đô à? 8 đô nó rơi vào khoảng 120 một phát đi tàu khoảng 15 phút. Tuy nhiên là mỗi chuyến nó cách nhau 20 phút nên là cái thuyền nó vừa mới đi xong nên giờ bọn tôi phải ngồi đây đợi khoảng 15 phút để lên thuyền. Cái thuyền nó vừa mới đi. Các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là các bạn ngồi ở bên dưới sẽ có phòng điều hòa, tuy nhiên là sẽ bị ngăn cách bởi một tấm kính. Nhìn nó sẽ không thật cho lắm. Còn hai là các bạn sẽ đi lên khu vực tầng 2, chỗ này thì hơi nắng một tí. Nhưng mà được cái là tầm nhìn nó sẽ xịn sò hơn. Yeah.
Ui đã đi chơi. Nào thử xem 120.000 của mình có xứng đáng không các bạn nhá. Được cái chứ, nhờ được cái chứ. Quẩy máy bay lên kìa. Wow, tàu quân sự kìa. Uầy, đây là gì đây? Ngọn hải đăng à? Quá được cái chứ. Ừ. Uầy, đẹp nhờ, trời. Nó bảo trời xanh ngắt đẹp thế. Ấy, nhìn trời này. Thế tôi nhìn kiểu bầu trời như này vãi trưởng. Uầy, bên này chắc nhà giàu là ai cũng có sở hữu sẵn cho mình một con thuyền như thế. Đang ngủ mẹ rồi. Mặt đúng kiểu nắng gió biển khơi. Có nghĩa là người ta sẽ đi đến đây. Xong là có một cái bến. Ai thích thì xuống. Đéo thích thì ngồi đây xong lại quay lại chỗ cũ. Quay về đây. Ủa chính là đi đến đây ở xa phết nhở. Đi ngáo luôn. Ờ nó sang mẹ thành phố khác rồi. Bảo sao đi lâu đéo chịu được mà mất có 120. Nó ở đi 15 phút. À đây các bạn thấy là mọi người nếu như mà ở lại cái chỗ Manly này luôn thì mọi người sẽ xuống, có người mang cả xe đạp các thứ đi. Còn như bọn tôi là dân du lịch đi tham quan và khám phá. Nên bọn tôi sẽ ngồi ở đây. Xong rồi tí nữa người ta sẽ đưa lại bọn tôi quay trở lại chỗ cũ. Nhà hát opera thế là xong. Kết thúc một tour mà chỉ có mất 8 đô hạt rẻ đéo chịu được. Ờ thế rẻ nhờ. Ờ thế rẻ. Đây mẹ mà đúng nghĩa là mỗi nhà có một con thuyền đấy nhờ. Mỗi thuyền có một ngôi nhà. Mỗi nhà phải có một cái thuyền không rồi mẹ. Đến giờ là vứt ở đấy. Xịn đéo chịu được. Đâu đây tham quan phát. Cabin thương gia nhá. Đúng giới thiệu với anh. Kia là deluxe economy thôi. Dưới tầng là economy. Thương gia đéo rồi mẹ mày ghế ướt vãi cứt vậy. Ông này mẹ ông nào đi thuyền say đái cả ra quần. Ông lại có ba ngồi đấy mà. Không. Ừ, thế à? Em vừa vào. Ok. Bà bị mồ hôi đít rồi. Người ướt sũng đi. Ngồi trong này được, nói chung là có điều hòa nhưng mà nó hơi bị dở hơi cái là nó hơi bí. Bí dã man. Ăn chia sao? Theo như tôi tính toán ấy là thuyền nó sẽ quay đầu về và nắng nó sẽ là ở bên kia. Bọn tôi chịu nắng chiều đi rồi nên bọn tôi vẫn cố thủ ở đây. Mẹ hy vọng là mình tính không sai. Mẹ mày nắng trên đỉnh đầu luôn đấy. Mẹ mày mặt trời luôn. Chửi á. Ừ. Mẹ mày đây này. Ông anh vắt thề. Đây rồi, quay đầu rồi. Đấy rồi. Tuyệt vời quá. Đấy, hết nắng rồi. Tuyệt vời luôn á. Em đây. Ngủ suốt. Uầy, mẹ thằng em tôi ngủ được đúng giấc. Đỉnh vãi cứt tề. Cảnh đẹp không bố? Thực sự là 8 đô không ngủ được cái gì luôn, chỉ ngủ thôi. Mẹ 120.000 thôi. Mà đi mẹ cả tiếng đồng hồ. Chán mẹ luôn đấy. Thế có tưởng 15 phút. Rồi các bạn ơi, sau một chuyến đi vô cùng mỏi đít. Chúng ta sẽ đi ăn. Vô cùng nắng. Và thật tuyệt vời, chuyến đi này đéo có ruồi. Thì bây giờ bọn tôi sẽ quay trở lại khách sạn để check in một cái xong cất đồ nghỉ ngơi một tí. Tối nay sẽ offline anh em F3 ở bên Úc. Nên là bây giờ phải nghỉ lấy sức một tí đã. Ôi. Chuyển khách sạn rồi. Đây là khách sạn mà bọn tôi sẽ ở trong 2 ngày tiếp theo. Từ cái cửa sổ của khách sạn cũ của bọn tôi là có thể nhìn sang được khách sạn này. Wow, sao nhìn được? Đây, tôi chỉ các bạn. Ibis Hotel, khách sạn cũ của bọn tôi kia. Ê! Hey. Thế khách sạn này quen quen này. Khách sạn mà hơi chéo chéo sang này. Hình như là cái khách sạn có chữ W đúng không? Wazios đúng không? Wow, trong một khách sạn này khác hẳn khách sạn chéo chéo trước anh ở đấy. Vào cái nhìn ở đây khác rồi. À, mới xây à? Mới xây xong luôn á. Mới mở mấy hôm nữa. Mới mở được mấy hôm á? À? Wow. Ui, khách sạn mới tinh tình đấy. Xịn xò phết đi chứ nào. À, mệt quá, buồn ngủ quá. Không thể chịu đựng được. Ô, lên lấy phòng luôn. Ô,
Giới thiệu với các bạn, đây sẽ là khách sạn. Uầy. Uầy. Có cả quầy rượu luôn này. Mẹ, khách sạn đẹp thế. Ờ, đẹp nhờ. Trời ơi. Khác hẳn với khách sạn hôm trước. Uầy, phòng ốc rộng thế. Khách sạn này giá nó khoảng 200 đô các bạn ạ. 200 đô. 200 đô khoảng 3 triệu một đêm. 3 triệu một đêm à? Uầy. Trông khác hẳn mẹ. Này, 3 triệu một đêm là với khách sạn kiểu đây là mấy sao đến 5 sao à? Thì là rẻ đắt luôn đấy. Được, tôi bỏ bớt đồ ra đã. Gối đít là gối gì? Ôi các bạn, đây là view. Ở bên khách sạn ở bên Úc này tôi thấy có một đặc điểm chung đấy là người ta đéo lau kính các bạn. Rẻ à? Mẹ kính chỗ nào chỗ đấy kiểu nó bị bẩn dã man. Quá rẻ à? Trông nó cứ bị bẩn bẩn. Ngó khách sạn tí nào. Tôi thấy đẹp mà, tôi thấy đẹp vãi trưởng. Giường. Uầy, trông chỗ thay đồ điệu vậy đấy. Đây là chỗ thay đồ các bạn ạ. Nhìn này. Điệu vãi trưởng luôn. Đỏ đỏ cho em. Đây, nhỏ nó mừng. Trông có két kia các kiểu, trông đáng yêu vậy. Đây có một cái quả quầy rượu. Có cả pha cà phê. Rượu. Còn cái này là cái đéo gì đéo biết. Uầy, có được uống, uống thử không nhỉ? Mình đúng kiểu nhà quê vậy đấy. Uầy. Uầy, có mũ kìa. Fuck. Shit. Đây là đun nước. Dưới chắc tủ lạnh. Ừ, tủ lạnh thật. Uầy. Trông đẹp thế nhở. Thế bên này. Uầy, bên này đồ ăn linh tinh. Ê, có cái tủ để tiện lợi nha. Cái tủ để tiện lợi nha. Để được tất cả mọi thứ luôn á. Đỉnh vậy. Còn đây là nhà vệ sinh. Chỗ ỉa. Chỗ mà tôi luôn quan tâm nhất. Đây có một cái bồn tắm. Còn đây là vòi hoa sen. Ở mẹ đây người ta đéo dùng vòi hoa sen. À đây, có đây. Đây này. Ờ, hợp lý. Chỗ ỉa đâu? Còn đây sẽ là... À, đây rồi. Chỗ để đi ỉa. Wow. Quả mấy quả mở ra lại bất ngờ cực kỳ luôn. Thế... Đang quay vlog kiểu mở ra. Ôi, cả một cái bãi gì đây thôi. Nhưng mà... Ở bên Úc này đéo vòi xịt đít các bạn ạ. Khó chịu vậy đây. Kiểu mình quen là lúc đéo nó phải có một cái vòi xịt đít rồi. Kiểu nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Sợ bay cứt nhỉ. Uầy, te tua vậy đấy, nhưng mà thôi, đi tắm. À nhầm, đi ngủ một cái lại, xong một tí nữa dậy tắm là vừa. Đẹp dai. Buồn ngủ lắm rồi. Ai? Thế nhá các bạn ơi, tôi đi ngủ một tí đã. Quả xong rồi. Chiều còn đi offline phát. Ừ, vẫn không có vòi xịt ít. Ê. Theo cái list đăng ký của mọi người thì có khoảng 2 lốp người. 2 lốp người so với cả một cái mini offline là nó hơi bị, cũng hơi bị to. Mà tôi đéo chuẩn bị một cái kịch bản gì cả, tôi chuẩn bị mỗi một cái mini game và mang theo 5 cái áo mini si để tặng anh em. Thế tí nữa chắc là vào nói chuyện chém gió tí. Xong phải ăn trước đã, mẹ đói lắm rồi. Vừa quay Ấn Độ này. Ăn xong tí, xong rồi uống một tí. Lay tay phay vào rồi anh em lại hát với nhau một tí. Xong anh em giải tán là hợp lý. Cái nhà hàng nó là một cái nhà hàng ở trong một cái trông giống như kiểu cái trung tâm thương mại ấy, nhưng mà thực ra đây là cái chợ, nó gọi là cái market chứ nó phải là cái mall. Trung tâm thương mại. Nhưng mà cái market của nó đi vào trông xịn vãi cả lìn. Vào đấy sẽ có một cái nhà hàng mà mọi người đặt bàn, tôi nghe nói là đặt 20+ bàn ấy. Ăn giống như kiểu là anh em đi ăn cưới ấy, bàn nó là mâm 10. Ở trong đấy sẽ có mic với cả loa đài ở đấy, anh em hò hét nhau nó dễ mà. Thế nó cũng được, riêng tư được luôn. Không làm ảnh hưởng gì đến anh em bên ngoài này cả. Hôm nay là thứ hai cho nên là ở bên Úc này người ta sẽ đóng cửa rất là nhanh, cứ tầm 9 giờ hay 10 giờ là người ta đóng cửa hết rồi, nên là anh em phải ăn sớm một tí, tầm 7 giờ tối đớp là vừa. Tôi nghĩ là chắc là ăn đến 2 tiếng, tầm đến 9 giờ 9 giờ anh em về là vừa. Chào chủ, chúng ta sẽ hẳn xuống dưới market luôn nhé. Đến rồi đây à? Đến rồi market luôn. Ờ, thằng hẳn xuống lấy. Ờ, anh em vô. Quay một vòng. Đeo anh cái túi. Cho các bạn vào đi, không là đứng. Ờ, anh vào luôn. Vào đây bôi. À, là bên trong kia chứ phải ngoài này à? Ngoài có phòng riêng à? Hello, chào cả nhà nhá. Ngoài đông đây. Ôi, đông vãi cả cứt ạ. Tưởng vắng rồi đông thế. Sao lúc đầu anh Độ bảo có 300 người, chỗ này phải hơn, chỗ này phải 1000 người. Trời ơi. Hello. Hello. Vừa đám cưới rồi nhỉ. Ê, chào tất cả mọi người nhá. Ôi, đứng lên trên này thì có cảm nhớ.
từ từ đã. Đồng thế. Cái loa này nói bên dưới nghe được không? À nghe được đúng không? Tiếp xuống dưới này cơ mà. 24 bàn à? Ừ, thế đúng là tầm đấy. Ừ, thế tầm 300 thật. Ui đồng chưa? Đầu tiên là chào tất cả anh em bên Úc nhá. Rất vui gặp mọi người. Ê, chào anh em bên Úc nhá. Mặc dù tôi không đi, tôi ở Hồng Hà, tôi vẫn xin phép được gửi lời chào đến tất cả các bạn ở trên ở bên Úc. Ừ. Chúng ta nếu mà có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau. Hello tất cả các bạn. Cái gì? Cái gì? Anh ơi em bảo túi côn là cái gì? Em vướng cái cột. Anh ơi em vướng cái cột. Em điểm sao? Không sao, tí nữa anh đi xuống dưới mà tí nữa kiểu gì anh em ngồi nhau cả tối cơ mà. Tí anh em uống rượu tao biết yên tâm. Thứ nhất ấy là khi mà bọn anh vật đẹp thế. Có cái giấy mời sang bên Úc ấy. Quay sang bên này thì bọn anh không nghĩ là bên này nhiều người Việt Nam như thế. Khi anh đăng cái link để mọi người đăng ký lên thì cái link đấy thực ra là để khảo sát xem là có đông người hay không. Thì sau khi anh đăng lên được 4 tiếng thì anh thấy có 300 người đăng ký, anh phải đóng luôn. Và lúc đấy là anh như là lệch giờ của mọi người đúng không? Đúng không? Anh thấy hôm sau có nhiều bạn inbox bảo là tại vì anh post vào cái giờ đấy của em chịu. Nhưng mà vẫn rất là đông bạn đăng ký, là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy cũng là lý do mà anh cố gắng gặp mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Có cả máy quay cái thứ đi chuyên nghiệp này. Cái máy quay này phải có nguồn, ui, mấy máy quay liền, một máy đây, hai máy đây, hai máy quay cơ mà, thế phải có nguồn, có suộc, thế kiểu gì anh Độ cũng sẽ làm một cái gọi là clip tổng hợp, offline, mini offline, đúng không? Thế sắp tới kiểu gì lại có một cái clip ấy nữa. Thứ hai nữa thì anh nghĩ là cuộc đời của anh từ giờ đến sau này anh không biết được là anh có dịp để quay lại Úc hay không. Đúng ra thì tí nữa sẽ có một bạn, bạn tên là Thúy. Bạn là đại diện của Intel. Bạn là người đã kết nối cho anh cũng như bọn anh là mời sang này để tham gia vào cái giải đấu CS2 được rồi. Giải đấu nó kết thúc vào ngày 21 với ngày 22. Nhưng mà anh xin ở lại thêm 2 ngày nữa, là một là để ở lại Úc chơi và hai là để tổ chức cái mini offline này. Nói là mini offline nhưng mà với 200 người như này nó hơi đông so với anh suy nghĩ. Nhưng mà yên tâm, hôm nay anh có mang theo mấy thằng em nữa nên là hy vọng là có thể tiếp rượu tiếp bia được mọi người. Được quá anh ơi. Đi ra mà đi mà có kiểu uống rượu uống bia đấy thì chúng ta nên rủ một là thằng Tùng Béo, hai là thằng Bông Mai. Hai thằng đấy uống rất được luôn. Đấy, có hai thằng đấy đi là chiến được đấy. Ừ, nhất là thằng Tùng Béo. Thằng Tùng Béo uống khỏe. Thằng Tùng Béo đi mấy quả offline đấy mà uống thì thôi. Không biết say là gì. Đấy, không biết say là gì. Anh em mình đang ngồi đây với nhau rồi nên là mọi người cứ thoải mái nhá. Tối nay anh em mình xóa hết mình với nhau. Ok chưa? Tiếp theo nữa thì thực ra cũng hơi khó, anh không mang được hết đông người quá, nhưng mà anh có mang 5 cái áo Missy giống như anh đang mặc nè. Nhưng mà tất nhiên là 5 cái áo này thì không đủ hết đâu tất cả mọi người, nên tí nữa chúng ta cùng nhau chơi mini game nhá, ông nào may mắn thì được. Ok chưa? Hả? À? Ủa thì tí hết cả chân về à? Đấy, thế là có mặc áo luôn. Sạn còn một hai cái nữa nhưng mà. Nhưng mà anh mang đi để anh mặc. Ôi chơi đây ấy, có cái áo đấy mà. Xong rồi. Chơi đi. Xong rồi, mấy cái khác thì mình tính sau. Gấu nào vừa ra áo Mixer này đây. Đây lấy đâu ra đây, xịn đấy nhở. Thì ra anh phải mang áo khác này đúng không? Cô béo bị lột hết à? Áo ôm tư nhiêu, thằng mang áo khoác đi gì đi không? Đây ba ngày mặc. Rồi sao thằng bố? Giơ này áo đấy xem nào. Đây ngươi, đợt 3 mở bán. Đợt 3 mở bán á? Dạ. Áo đấy. Con tắt nhạc đấy mà không cần nhạc đâu, sợ các bạn khó nghe. Đây này, áo PC Gaming này. Thế thôi, mất luôn em bố. Mày à? Rồi tí quay cho các bạn. Cút luôn. Thế là nãy đi vội quá đấy, anh đang vô quá là cầm cái áo này đi. À,
anh không mặc đi, anh mặc đi em kiếm quay nước cái anh rồi. Nó bảo thôi bô mặc đi, tí kiếm quay cái bô là hợp lý này. Chúc mừng các bạn được gửi bùi hôi nách. Chúc mừng bạn nào chú áo của em bô. Yeah, xin chúc mừng. Về nhớ là phải giặt thật kỹ nha, đặc biệt là hai bên phần nách. Rồi xuống dưới gặp các bạn bên dưới tí nhở. Đằng nào tí nữa, đó mấy anh em đi xuống dưới chào mấy anh em mấy lúc bên dưới này cái nào. Ôi mặc cả áo Arsenal mà. Mẹ mang cả rượu đi. Ông áo trắng lẻ thể giơ tay ra. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, bàn tay ấy đã bị ngó lơ. Uầy, hôm trước tôi có xem cái reaction của thằng Bô với thằng Dep ấy. Có cái đoạn gì mà thằng Dep nó bảo là có một bạn gái nào đấy. Ừ. Bảo cái gì nó là bạn nào trong này đấy? Là bạn nào trong này đấy? À, là bạn nào trong này đấy? Cô này cũng bắt hay luôn. Bảo cái gì á? Xem lại cái stream thằng Dep cái hôm ngay hôm sau hôm mà nó về ấy, nó có nói đó. Nó bảo là cái gì có một bạn tên này cái gì mình xin info của bạn này này nói khó hiểu cực kỳ. Ừ thế à, bóc tôm á, nó bảo là xin info cái thứ gì mà ấy, thế nên tôi không biết là bạn nào bên này. Hello, chào cả nhà, chào cả nhà. Giới thiệu mọi người, đây là bạn Tùng, bạn Hiếu, bạn Khoa, ba bạn định cư ở bên Úc. Và nhờ ba bạn này sắp xếp danh sách với... Béo như con lợn, thì lên đứng lại còn điệu điệu. Với cả là... Uầy, Tùng người trông chất này. Có tập này, trông người, trông body, cái biết là có tập này. Có tập, tay tiếc các thứ trông bấm ác. Điều phối chương trình nên là hôm nay chúng ta có một cái buổi này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thứ hai nữa thì ở đây thì có bạn đi theo hội nhóm. Có các bạn đi lẻ và các bạn đã ngồi đây cùng nhau rồi thì anh mong một là buổi gặp gỡ giữa bọn anh, giữa anh em ở bên này, hay là các bạn có thể làm quen nhau, tại vì chúng ta cũng đang sinh sống ở nước ngoài và chúng ta cùng là con người Việt Nam cả. Chúng ta cùng nhau kết bạn và hỗ trợ nhau trong tương lai nhá. Tuyệt vời anh ơi, tuyệt vời. Ui, bả dày thằng Dep này á. Bả dày thằng này nó phải độ đến 15 cm ở đây. Không mua thằng này chắc chỉ tao có tầm 1m56. Ok chưa? Rồi, thêm 15cm lên thành 1m7. Anh em uống nhá. Bia đâu ấy nhở? Rồi lên xe nào. Anh em ơi! Hai bạn! Hai bạn! Uống như nào? Đây! Ai nói hết là phải hết nha. Tôi để ý nha. Ai nói hết là phải hết nha. Tôi không nói gì, tôi không uống hết. À, ông này hô hết đâu, có hô hết đâu. À, không hô hết à, không hô hết thì thôi. Anh bơ, em phát anh à, biết sao chụp ảnh của bạn này phải né tận đằng bên này để chụp không? Né hẳn tới đây để chụp không? Đấy, hiểu không? Ngồi sát cái là không được. Ngồi sát quá không được, hiểu không? Là phải né ra này. Né ra này. Để chụp. Hiểu đúng không? Đấy, anh em hiểu đúng không? Cho thành kỷ niệm bao nhiêu năm từng trải qua, liệu đã có ai yêu được mình. Mà nói thế chứ đáng yêu. Vui cùng thế giới view ở dạo chơi. Ấy chứ người ta toàn dí vào. Vẫn cứ đam mê say sưa với nghề vậy thôi. Bởi vì điều này ta vẫn luôn ghi nhớ. Chỉ cần ngồi suy có người coi vẫn nói cười thôi. Uầy. Bầm là uống hết à?
là gục, tí là đỏ như con tôm. Ê. Anh này uống thì chiến rồi, anh này uống thì không sợ gì à? Ủa anh này giống anh Piu Piu thế. Anh này uống thì thôi chiến tướng, chiến tướng. Chơi đấy. Sao đây? Đang uống bia lại cái sờ sờ rồi gãi gãi. Ngứa, ngứa, ngứa. Mình đi nước ngoài được 2 lần rồi, lần này lần thứ 3 thì mình thấy rằng là ôi trời ơi, sao mấy lúc nhiều anh em Việt Nam thế mình có thể tự tin nói tiếng Anh theo kiểu Việt được. Chứ còn các bạn ở đây khác, người ta nói mình không hiểu gì cả, không ai cứu được mình cả. Nó rất là khổ, nhưng mà sau đó mình tự tin lắm. Và ra đường mình tự nhiên lại nghe thấy bên cạnh để nói tiếng Việt này. Ơ, xin lỗi tiếng Việt này. Bố mày cũng nói tiếng Việt. Đến lúc rồi đấy, đến lúc rồi đấy. Đến cái đoạn mà bố mày cũng nói tiếng Việt là đến rồi đấy. Là là lúc này là phê lắm rồi đấy không. Bố mày cũng nói tiếng Việt. Nói xong rồi còn ngại chứ bố. Em đi du học Mỹ 5 năm, nhưng mà em phải hứa cả mọi người 5 năm bên Mỹ em không vui bằng một ngày hôm nay ở Úc luôn. À mày nha, mày có mới nơi cũ nha. Câu này mà bạn bè mày ở bên Mỹ 5 năm ấy thề sẽ rất là buồn. Sẽ rất là buồn. Tại vì sao? Ở bên đấy bạn bè các thứ quen nhau 5 năm không bằng một hôm ở bên Úc. Ê, thằng này có mới nơi cũ, tệ thật sự. Nhờ, xạo xạo úng, xạo. Chạch lòng, bạn nó nghe thấy chạch lòng. Có nhiều sức khỏe, yêu tất cả mọi người. I love you all. Em mô lên phát biểu mấy câu là rồi sao? Mà anh mô lên thì thôi, lại nói quỷ nói ma rồi. Hello everyone. Hello everyone. Em có học tiếng Anh một tí, nhưng mà nói không ai hiểu hết. Nhưng mà không ai không có buồn, tại vì khi mà ra cái nhà hát opera đấy, xung quanh em toàn là người Việt. Wow. Wow. Rất là tuyệt vời. Chưa giờ em thấy một cộng đồng người Việt ở Australia rất là đông như thế này. Chưa giờ em thấy cộng đồng người Việt ở Australia đâu kia này. Thằng này cao lãnh tếu, cao lãnh tếu à. Yeah. Và em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây chung vui cùng với em, với lại tất cả anh em trong team. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Năm sau anh em làm một ra Đà Nẵng, mọi người nhớ về nhá. Tôi chết mẹ. Chết mẹ rồi, đã bảo tin này bí mật. Bảo tin này là tin bí mật, tin này kín, nội bộ anh em trong team biết với nhau thôi. Đấy, mình phải tìm hiểu xem làm như thế nào, làm ở đấy ra sao, bán được vé hay không, người ta có đến đông không. Còn rất nhiều thứ lanh quanh xung quanh, ông phải nói mẹ luôn. Rồi sao? Ê, trước team vừa mới họp xong rồi nói với nhiều những cái vấn đề, ông là chưa thể tiết lộ được. Hôm nay gặp đúng em bố nói mẹ hết luôn, sờ boy hết luôn. Bảo bí mật rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thằng anh nói nhắn nó là năm sau chắc anh nào bóng lại Đà Nẵng, mày đừng nói với ai nhé. Nó nói mẹ ấy. Nói hết luôn. Báo thực sự luôn. Hôm nay mọi người cảm thấy vui không ạ? Anh cảm thấy rất là vui, và anh không nghĩ là ngày hôm nay nó lại vui và đông như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, có lẽ đây là một kỷ niệm mà bọn anh sẽ phải làm lại một lần nữa ở Úc. Cái này quá mới nói nha, cái này quá mới nói nha. Cái này mới là vẽ này. Nào anh vào lại SC cho em xin kiểu này nha. Tao vừa từ Sài Gòn về xong Phong ạ, tao vừa về xong.
cái này phải quá mới nói nha, cái này quá mới nói nha. Ây dày ây, không thể tin được. Bia nói ừ. Cái này hơi vẽ đấy này. Rồi mọi người ăn uống đi, vỗ tay thấy đủ rồi nhá. Xong rồi tí nữa bọn anh lúc nãy nhá, anh đi vào phòng rồi nhá, thằng nào chưa đi vào đi nốt mẹ đi. Ủa anh ơi. Bây giờ nhá, mọi người cứ ngồi ăn đi, bây giờ anh lại đi vào phòng nữa lại uống tiếp, nhưng lần này là vừa đi vừa chụp ảnh này. Ok, như vô địch kia. Rồi ăn đồ đi. Này đây một chuyện nhá, tôi kể các con chuyện nhá. Các bạn có nghĩ thằng Ben nó làm được chương trình hẹn hò không? Tôi làm chương trình hẹn hò được 3 năm rồi, làm cặp nào cặp đấy chia tay. Nhưng mà làm được cặp này được 2 năm rồi, chúng ấy yêu nhau và hôm qua. Ai thằng Ben đấy? Bên làm á? Chụp ảnh đừng có giơ tay. Chụp ảnh không cần giơ tay, giơ tay che hết mặt người khác. Ê, cái thằng Hiếu này. Mày nhìn anh Độ giơ không? Giơ thế này thôi. Giơ sát mặt này thôi. Đấy, thế này thì không che ai cả. Che cứ giơ mẹ thế này thì che hết mặt bạn đằng sau. Đúng không? Đâu thằng đẹp đâu. À, thằng này ngất rồi. Ừ, ông này còn giơ cả gậy nữa. Thiếu hiểu kiểu gì? Thiếu hiểu kiểu gì mà giơ cả gậy luôn đấy. Hoặc như thằng này chẳng hạn. Nó giơ tay, nó giơ xà mẹ ra, đéo dính một ai cả. Đây cứ giơ này, giơ che mặt này, che mặt luôn, bạn đứng chơi. Đấy, thế thằng này tệ, thằng này rất tệ luôn. Thằng Bô đâu? À đây thằng Bô đây. Thằng Bô trông mặt có vẻ vẫn tỉnh, thằng này chết rồi. Rồi sao? Giơ gậy này là bạn này vào trong ảnh là chắc chỉ còn nửa mặt. Có ít nhất cái gậy nó sẽ chém như này. Cái gậy nó sẽ chém như này. Mẹ ảm rơi quả gậy. Thế này thì ai chụp được đằng sau này, Ông này còn tự giơ tay che mặt mình. Tự giơ tay che mặt mình luôn. Ảo thật chứ. À đây, bạn này bạn né được cái tay thằng Hiếu rồi. Chụp lại cái né được ra khỏi tay thằng Hiếu rồi. Ôi thay mặt giống tôi thế nhở. Ông này ông tên Tùng đúng không? Ôi này mặt giống tôi vãi cực cứt ạ. Ôi mẹ giống thật sự thế. Ông này vịt bắt chiếc rồi. Ông này bắt chiếc rồi. Ông này vịt giả dạng rồi. Ôi thật, cái đoạn này trông giống tôi dã man. Tôi thề tôi có cái ảnh này. Dã man, giống. Giống thật, không đùa. Ông này giống thật. Ê, ông này để tóc còn giống tôi nữa. Như ai mà một nhờ. Giống thật. Ông chỉ giống cái đoạn thôi. Giống đúng cái góc ấy là giống thôi. Ê các bạn ơi, buổi offline ở bên Úc nó cũng kết thúc cái vlog đi Australia, đi Úc của tôi ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này, mặc dù là nó hơi tều một tí. Nhưng mà mong là các bạn sẽ cảm nhận được một phần nào đấy khi mà bọn tôi ăn chơi ở bên Úc. Một chuyến đi rất là vui. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, xin chào cả nhà. Bye bye. Ủa cái vãi cả lìn, chúng ta chưa về à? Đâu, quay đây chào em. Ê. Đây à? Về đi. Đây là cặp đôi. Đây là đây phải cặp đôi mà thằng Ben kết nối với nhau, sắp cưới nhau không? Vẫn ngồi đây. Đâu, đứa nào vừa anh ơi, đây đây. Trời ơi, sao vẫn ngồi đây? Là sao đây? Em quay video nhiều quá, em phim rồi. Ben bắt tay thế chẳng? Trời ơi, xong rồi về sớm với nhau. Bye bye, chào các em. Đây này vẫn ngồi đây. Chào cả nhà. Bye bye. Bye bye. Dê, bye bye. Ôi yeah. Ôi hết rồi đây à? À đấy, chưa hết. Bye bye chưa phải là kết thúc. Yeah. Bye bye để dẫn chúng ta đến một cái khác. Mẹ về đi mẹ.
Cái gì? Đêm em. Bye bye Mỹ anh. Rồi về đi. Mẹ mày. Mẹ trông lảo đảo vãi thề. Lảo đảo nhưng vấn đề là mình có say thì đây là mình cũng thuê đây rồi. Ok ok nhá. Về nhá. Máy bay cẩn thận nhá. Cút mẹ đi. Ok nhá. Hải nhá. Được đấy chứ, thằng này bản lĩnh đấy chứ. Thằng này bản lĩnh đấy chứ. Thằng này bản lĩnh đấy, thằng này được đấy. Thằng này giờ là nó là số 1 rồi đấy, nó là số 1 rồi đấy. Anh chào Hải nhá. Em chào anh đâu nhá. Ok Hải nhá. Bye bye Hải nhá. Okay, okay. Hải về cẩn thận đấy nhá. Hải yêu á. Bên này, bên này. Bên này. Mẹ thằng này say cái nó thật lắm. Bảo nó chửi nữa thì thôi. Ô ngày 4 đi bát tùa. Đi về đi về. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Sydney và bây giờ mình sẽ phải dọn đồ để chuẩn bị ra sân bay. 12 giờ là mình bắt đầu đi và 3 giờ chiều mình sẽ bắt đầu bay từ Úc về Hà Nội. Đi có 4 ngày 3 đêm đó, thế mà tôi tưởng là đi 5 ngày 4 đêm cơ. Nhờ. Ừ. Quá nhanh. Vừa đến một cái đã về rồi. Có mấy bạn đi hỗ trợ bọn mình từ những ngày hôm trước. Mình không biết tặng các bạn này cái gì cả. Cho nên là có những cái đồ mà mình mang theo. Nhưng mà mình sẽ không mang về nữa. Như mình có mang theo 3 cái áo mini để mình mặc. Đây là cái áo mà mình làm offline ở Sài Gòn. Còn hai cái này là hai cái mình mới bóc mới ra hôm trước để mình mặc ở bên này với cả một cái áo khoác mini nữa. Wow. 4 bạn tất cả, mình sẽ tặng lại cho 4 bạn này. Xong rồi bọn mày về luôn đi, bọn anh vào làm thủ tục của anh đứng đợi lâu lắm nhá. Cảm ơn mấy anh em nhiều nhá. Cảm ơn nhiều. Hôm nào gặp lại sau, cảm ơn Bảo nhá. Cảm ơn nhiều nhá. Hôm nào gặp lại. Bảo nhá. Các bạn biết cái áo này áo gì không? Tin thưa với các bạn, áo mỏ đeo hội. Đây là áo mỏ đeo hội, được chưa? Em Hiếu có áo mỏ đeo hội. Đây là áo mỏ đeo hội, cái áo màu hồng mà tôi hay mặc ấy. Nhưng mà trên kia tôi đang giặt, tôi không cầm được cho các bạn xem. Nhưng đây chính là áo mỏ đeo hội kỷ niệm 1 năm. Được chưa? Đấy. Đó, thằng Hiếu nó xin chữ ký vào mà. Thằng Hiếu nó xin chữ ký mà, đây này. Con chụp ảnh nó gửi tôi mà. Có mà. Ê, cảm ơn Hiếu nhá, hôm nào gặp lại. Okay. Chưa vui lắm khi em về Việt Nam. Cảm ơn Khoa nhá. Mai anh hẹn gặp bạn nha. Ok, cảm ơn. Đấy chưa, thì chị Bia nhá. Ở bên Úc thì bọn tôi cũng về Việt Nam luôn và chuẩn bị đến với hành trình 9 tiếng bay trở lại Việt Nam. Hôm trước lúc mà bay đi thì bị xoang lòi mồm ra, xong mấy hôm ở bên Úc thì trông có vẻ đỡ đỡ được một tí, xong bây giờ về hứa hẹn là lại xoang tiếp. Mệt đéo chịu được, kiểu nghĩ đã bị trầm cảm mẹ rồi ấy. Với cả xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn anh em ở bên Úc đã cùng nhau tổ chức một buổi gặp mặt như kiểu họp đồng hương ở bên này, rất là vui. Cảm ơn các bạn ở đằng sau, bạn Bảo, bạn Hiếu, bạn Tùng, bạn Khoa, bốn bạn đã rất là nhiệt tình trong hai hôm vừa qua đưa đón bọn tôi đi loanh quanh khám phá đất nước Úc. Mặc dù còn nhiều chỗ bọn tôi chưa được trải nghiệm, chưa được chơi, nhưng mà đây là một chuyến đi rất là vui và rất là đáng nhớ với cả bản thân tôi với cả mấy anh em đi. Đặc biệt là cảm ơn Intel đã tạo điều kiện cho bọn tôi để có một chuyến đi Úc rất chi là đáng nhớ thế này. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye bye. Rồi, cảm ơn anh em. Thanks for watching. Wow, cái này bây giờ xịn thế nhở. Wow. Thật là đỉnh.